Chương 1 Đặt công ngã xuống Nguồn Mê truyện audio com Editor Là đi đung chống di chuyển tàu ngầm lên phía trước, bạch chỉ hết sức chăm chú đang khăn, bên cạnh một nữ tử xinh đẹp liếc mắt khinh thường nàng, U Lan, mỗi lần làm nhiệm vụ ngươi lại đang, là tính đang ra được nam nhân sao. Tiếp qua một tháng là đến sinh nhật Bạch Hân, Bạch chỉ sớm đã chuẩn bị tốt len sợi thượng đẳng, muốn vì nàng đang một cái khăn len thật đẹp, Đương nhiên, Bạch Hân nói những lời này làm cho nàng quyết định trên khăn đang một tiểu trư A, lục U Lan Bạch chỉ, cùng Bạch Hân cùng là cô nhi từ nhỏ bị nghiêm khắc huấn luyện. Am hiểu ít kỹ thuật, các loại độc thuật, đọc nhiều sách vở, chỉ số thông minh siêu quần với IQ 140 có thể nói là thiên tài quân sư của Kim Hạc Tử. Bề ngoài lãnh diễm nhưng trong tâm thì hiền lành, đương nhiên đây là Bạch Hân nói, bởi lục U Lan không ham cầu khác, liền yêu thích đang len, bao tay, trong ngực cũng chỉ có những thứ này kim hạt tử bạch hân không thể nghi ngờ là một đặc công trong tổ ba người này thứ nhất là do bộ dạng xinh đẹp am hiểu nhất dịch dung và biến thanh hơn nữa các kiểu kỹ năng mọi thứ đều tinh thông các loại ám khí dễ như trở bàn tay nếu nói từng đặc công đều có tính hợp tác thuộc loại vàng thì nàng với lục u lan khẳng định là thuộc loại kim cương các nàng được xưng là tổ hợp mạnh nhất trong lịch sử nhiệm vụ gì ở trong tay các nàng thì đều dễ dàng như trở bàn tay. Cuối cùng cũng hoàn thành được chiếc khăn. Xinh đẹp, Bạch chỉ vương tay nắm lấy một chiếc túi chút xuống đổ ra từ túi tiền của kim hạt tử đủ loại chocolate. Người đó, làm nhiệm vụ đều mang nhiều như vậy chocolate là tính ăn cho ra một cái đứa nhỏ sao. Thuận tiện đề một câu, kim hạt tử cái gì cũng không thích duy nhất chính là chocolate. Nàng từng tìm 100 vạn để mua một hộp chocolate đắt nhất thế giới, còn trước mặt U Lan ngay thơ khoe toàn thế giới chỉ có duy nhất một hộp Nga. Biết hạt tử người này, chỉ cần có chocolate thì chuyện tình sẽ làm cho nàng ý nghĩ nóng lên, cư nhiên tin tưởng gian thương nói lời ma quỷ. Lúc sau Bạch chỉ liền mang theo một hộp giống y như đúc không quên nói trước một câu ta là từ bán cầu bên kia mang đến, không nghĩ tới cô gái nhỏ bốc đồng này cư nhiên không nói hai lời liền chiếm luôn cái cửa hàng của gian thương kia, đương nhiên nhân tiện cướp đoạt đi rồi sở hữu chocolate làm cho bạch chỉ cảm thấy rất là bất đắc dĩ a, à, xinh đẹp nữ tử vương một cái thon dài chân khoác lên trên bàn điều khiển, biểu môi, bạch quỷ lão nhân kia đưa, không thu sao lại không được thu, hủy đi một viên chocolate liền ăn, mỹ vị mười phần liền vui vẻ huyết sáo, hương vị không sai, tính ra hắn còn có lương tâm. Bạch quỷ, tổ trưởng tổ đặc công ba người này, lão nam nhân mới qua tuổi 40 mà thôi, bạch chỉ nghĩ nghĩ, tỏ vẻ đồng ý, nhiệm vụ lần này qua đi chúng ta tìm một chỗ nghỉ phép đi bạch chỉ buông mấy thứ trong tay ngồi vào chỗ phía trên bạch hân bởi vì các nàng biểu hiện xuất sắc nên cấp trên đặc biệt chuẩn cho các nàng nửa năm nghỉ dài hạn nhiệm vụ hàng ngày trải qua đao phong huyết vũ thời gian đối với các nàng mà nói là một thứ vô cùng xa xỉ đương nhiên ngươi cũng nên tìm một người yêu bạch hân kiều chân bắt chéo trêu chọc nói lại nói các nàng đều là tân thế kỹ đặc công tỷ muội ai cũng xinh đẹp như hoa lên trời xuống đất không gì làm không được, ngay cả một lần yêu đương cũng chưa từng trải qua thì thật là thiếu sót, bạch chỉ mỉm cười, ngươi tính tình vẫn cứ thế này tương lai hài tử của ngươi vẫn là cho ta mang đi đi. Chụp hai chân linh hoạt của nàng, nhìn chầm chầm hướng dẫn màn hình nói, thoải mái mở rộng tâm tư mà vui đùa kỳ thật hai người đều biết các nàng đều có thân phận nguy hiểm, kết hôn sinh con chính là một cái xa cả trong mơ cũng không thể nghĩ tới, cười quá cũng liền thôi, cháy nhà. Đi bạch hân đánh một cái vang chỉ vào màn hình kiểm tra vũ khí hiện có được trang bị tốt bạch chỉ khinh thường nhìn nàng mang theo một túi chocolate nhiệm vụ giống nhau như trước bạch chỉ ở lại tàu ngầm điều khiển mở ra máy tính hướng dẫn chuyển đến sở hữu vô tuyến mạng lưới thông tin lạc đối với bạch hân làm cái ok thủ thế chờ bạch hân lên bờ tàu ngầm chậm rãi lẻn vào trong nước bảo đảm không bị nhân phát hiện cái địa phương quái quỷ gì vậy vô tuyến bên kia truyền đến âm thanh bạch hân oán giận Bạch chỉ mở ra hướng dẫn bản đồ, lên tiếng nói, hạt tử, ngươi leo lên vách núi đen phía trước, cái hải đăng kia chính là trung tâm. Chúc lòng thành. Bạch Hân thanh âm tự tin truyền đến, qua hồi lâu, Bạch Hân tung dụng cụ hành động, nàng cư nhiên ở trên vách núi đen bất động. Bạch chỉ nghi hoặc, hạt tử, sao ngươi lại chậm vậy? Vô tuyến đầu kia trả lời. Có con sứa nhỏ, Bạch chỉ bất đắc dĩ cười, ngón tay mảnh khảnh nhẹ chút màn hình, phóng đại lên hình ảnh hải đăng kia, phía trên hải đăng có cái cửa sổ, tư liệu biểu hiện nơi đó là nơi duy nhất sẽ không bị người phát hiện cửa vào. Cả một đàn sứa trong suốt đang chậm rãi tiến gần tàu ngầm liền nhanh như vậy bám trên cửa sổ thủy tinh, xuyên thấu qua kim hạt tử kính mắt mà nàng đang đeo trên đầu, bạch chỉ có thể rõ ràng thấy bạch hơn trước mắt cảnh tượng, kim hạt tử nhẹ nhàng đặt lên hải đăng, nhanh nhẹn nhảy vào cửa sổ, trước mắt một mảnh tối đen, bốn phía tức thì sáng ngời lên, phỏng chừng là Bạch Hân mở ra kính mắt hồng ngoại nhìn ban đêm. Tìm tòi Bạch quỷ cấp tin tức, bên trái chính là thang lầu. Dần dần xuất hiện ở trước mắt, chỉ có một tường đá, không có đường ra. Kỳ quái! Là đường cục gu lan, có lầm hay không? Vô tuyến kia đầu truyền đến thanh âm nghi hoặc của Bạch Hân, kỳ quái, nơi này hẳn là chính là phòng tối cửa vào, ngươi tìm xem xem có hay không cơ quan. Ngón tay rất nhanh đánh màn hình bàn phím, chẳng lẽ số liệu làm lỗi, đột nhiên, tiếng cảnh báo chói tai theo vô tuyến đầu kia truyền đến, nguy rồi, rút. Bạch chỉ mệnh lệnh nói, bạch quỷ cấp tin tức, làm sao có thể làm lỗi. Không hiểu bất an nảy lên trong lòng, lơ đảng thoáng nhìn, bạch chỉ kinh ngạc phát hiện, tàu ngầm hai bên thủy tinh cửa sổ bên trên nhưng lại bám vào rất nhiều màu trắng sứa, tại sao có thể như vậy. Bạch quỷ cũng không có nói cho các nàng, nơi này có sứa thường lui tới một khi có sứ bị cuốn vào chỗ tiếp khí hoặc là cánh quạt sự tình đã có thể không ổn mở ra đèn chiếu sáng của tàu ngầm bạch chỉ bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh sợ màn hình phía trên biểu hiện cả chiến thuyền tàu ngầm đã muốn hoàn toàn bị một đoàn sứ hấp thụ vô số ý tưởng hiện lên trong đầu nàng này phiến thủy vực cho dù có sứ thường lui tới cũng không thể xuất hiện loại tình huống này trừ phi tàu ngầm mặt ngoài bị người động tay động chân này chiến thuyền tàu ngầm là bạch quỷ an bài chẳng lẽ nói. Trong đầu đột nhiên hiện lên kia túi chocolate, hạt tử có nguy hiểm, hạt tử, hạt tử, có hay không nghe thấy. Bạch chỉ khẩn trương kêu gọi, nhưng là vô tuyến kia đầu lại truyền đến một mảnh hợp âm, nguy rồi, hạt tử khẳng định đã xảy ra chuyện, màn hình phía trên đột nhiên xuất hiện bất thường, màn bảo vệ hệ thống không biết khi nào bị mở ra, tàu ngầm đã muốn phát ra cảnh báo màu đỏ tị nạn, hạt tử, hạt tử. Thuận tay nhất nhấn cái nút, quả thực, Cánh quạt đã bị làm cho bất động hồi. Tấu biển. Bạch hân truyền đến thanh âm Đức quảng, đột nhiên tàu ngầm phía trong phát ra cảnh báo khẩn cấp, thanh âm bén nhọn chói tai, biểu đồ số liệu cùng hình ảnh nháo thành một đoàn. Bạch chỉ trước mắt màn hình xuất hiện Đức quảng hình ảnh. Bạch hân chính hướng này bỏ chạy. Một gã nam tử đuổi sát ở phía sau. Cuối cùng, hình ảnh dừng tại lúc nam tử kia rút ra dao găm từ sau đâm tới, rồi sau đó bên tai chấn động, âm thanh thật lớn bạo vang mặt biển nổi lên đống đen thật lớn hình nấm vân, bắn tung tóe bọt. Nước, mặt biển một mảnh ánh lửa. Chương 2 Một khi xuyên qua Nguồn Mê truyện audio com Editor, la đi a a a Là ai, như thế nào như vậy ầm ỉ, trong không khí tràn ngập một cổ mùi hôi thối, dãy dụa làm chấn động địa lao, phía sau lưng truyền đến một trận đau rác. Bạch chỉ gian nan mở mắt, Trước mắt tối đen một mảnh, chỉ chốc lát sau, tầm mắt mới khôi phục lại bình thường trong bóng đêm chập chờn ánh lửa, dưới thân là cỏ khô dơ bẩn, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, tê. Không cẩn thận động đến miệng vết thương phía sau lưng, một trận đau đớn truyền đến, làm cho nàng nhịn không được thở gấp một hơi, Lâm Nhi, ngươi tỉnh. Một tiếng âm thanh tự nhiên truyền vào trong tai Bạch Chỉ, nàng đây là đã chết sao? Trên đời này làm sao có thể có tốt như vậy nghe thanh âm chẳng lẽ là thiên sứ? Không đúng, tứ phía là vách tường tối đen quỷ dị, chẳng lẽ nàng xuống địa ngục không khỏi một trận cười khổ, nàng Bạch Chỉ giết người nhiều như vậy, cũng quả thật, cũng là xuống địa ngục, như vậy Bạch Quỷ đâu, hắn là không phải cũng có thể xuống dưới. Ha, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cho dù hắn không ở đây, nàng Bạch Chỉ thành quỷ, đều phải đưa hắn kéo xuống dưới, Lâm Nhi. Cái kia thân thiết thanh âm lại một lần nữa truyền đến, không đúng. Bạch chỉ ngồi dậy đến, ba mặt vách tường lạnh như băng mọc rêu xanh, một mặt là màn dây thảo một mọc thành rào trắng đem nàng vây ở bên trong, xuyên thấu qua tấm màn một lan kia, có thể thấy góc chỗ trên vách tường lộ vẻ đủ loại hình cụ a tân. Bên ngoài truyền đến thanh âm bị tra tấn, vài tiếng kêu trên, nơi này rõ ràng là hình lao. Nàng cư nhiên còn chưa có chết, chẳng lẽ bị địch nhân bắt lại? Cũng hoặc là bị bạch quỷ bắt được, như vậy hạt tử đâu làm sao bây giờ liền thừa một hơi một cái giọng nam vang lên cái gì liền thừa một hơi bạch chỉ trong lòng chấn động nên sẽ không là hạt tử đi nhìn nha đầu kia còn tỉnh không hai người tiến bước chân dần dần tới gần bạch chỉ lập tức ghé vào trên mặt nhắm mắt lại còn tại hôn mê làm sao bây giờ đi bẩm báo công công một cái giọng nam khác vang lên bạch chỉ hé ánh mắt trước mắt là hai bố giày màu đen Đột nhiên, một đôi bố giày khác xông vào tầm mắt của nàng, tần thị vệ, thái hậu truyền lời. Người này thanh âm nói được cực kỳ nhỏ giọng, nhưng là, lại không thể gạt được bạch chỉ kia trải qua nhiều năm qua huấn luyện lỗ tai, thái hậu. Vương gia. Nàng là ở nằm mơ sao. Nhưng là, lại như thế chân thật hảo, hồi bẩm thái hậu, nô tài nhất định làm tốt. Dứt lời, hai người kia cư nhiên đi tới cách vách nhà tù, vương gia, thỉnh đi chỉ nghe thấy xiềng xích mở ra thanh âm cách vách người nọ đã bị dẫn theo đi ra ngoài sau đó chợt nghe thanh âm xiềng xích vang lên cấp trên phân phó không cho phép vương gia bị thương trên mặt nếu không đã có thể không dễ làm có hình cụ theo trên tường bị tầm xuống dưới chỉ nghe thấy rầm một tiếng một chậu nước hắt trên người người nọ trời lạnh như thế bạch chỉ thế này mới phát hiện chính mình mặc quần áo cực nhỏ hơn nữa căn bản không phải nguyên lai like quần áo của mình càng giống một kiện áo choàng ngắn, mặt trên dính đầy bùn đất dơ bẩn cùng vết máu, vài tiếng kêu rên truyền đến, roi ở trong không khí phát ra thanh âm thê lương, này vương gia là đắc tội người nào sao, cả người ướt sũng còn muốn bị tra tấn, bạch chỉ trong lòng đã có một phen so đo, một lát sau, người nọ đã bị dẫn theo trở về, chuẩn xác mà nói, hẳn là bị tha trở. Về, đã muốn hôn mê trôi qua, vạn phong bên kia làm sao bây giờ? Chờ nha đầu kia tỉnh nhìn xem có thể hay không khai ra cái gì. Hai cái tiếng bước chân càng lúc càng xa, lao nội chỉ còn lại có nàng cùng nam nhân cách vách, bạch chỉ ngồi dậy đến, nhìn thẳng vào chính mình vị trí hoàn cảnh. Không thể tin được chuyện tình cư nhiên phát sinh ở trên thân thể của nàng, nâng lên cách tay, ngón tay trắng nõn thon dài, mượt mà trắng mịn, cùng nguyên bản kia thoáng thô ráp mà hữu lực thủ kém khá xa. Không khỏi phát ra một tia cười lạnh, nàng bạch chỉ cư nhiên xuyên qua, hoặc là nói, là tá thi hoàng hồn phía sau lưng thương xem ra không nhẹ này phó thân thể chủ nhân chỉ sợ là thay thế nàng đi gặp diêm vương lâm lâm nhi còn sợ sao cách vách truyền đến người nọ thanh âm hơi thở mong manh xem ra hắn cũng không ổn hiểu được nàng đang hôn mê nếu không còn không biết sẽ chịu khổ sở như thế nào nữa khụ khụ lâm nhi không sợ không bằng lâm nhi ta lại hát cho nàng nghe như tối qua có được không a à, khụ khụ người nọ nhẹ nhàng gõ sao vách tường, bạch chỉ trầm mặt một hồi, xem ra người này, cùng thân thể này rất quen thuộc. Nhẹ nhàng lết đến bên tường ngăn cách hai bên, thấy nàng hồi lâu không có đáp lời, người nọ bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, kia, ta đành diễn trước cho Lâm Nhi vậy. Ánh trăng hy, là ai đảo áo lạnh, nhìn trời nhai, tưởng quân tư quê cũ, một đêm lạc tuyết không đầy, bắt phong cấp, ngàn dặm xa xôi, một lòng tướng hệ, vinh hoa mộng, tắc thượng thổi khương địch, chiến phi tội gió lửa thiêu mấy quý khụ khụ bạch chỉ nhướng mày thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên đừng hát nữa coi nàng là tiểu hài tử sao như vậy dỗ không thể không thừa nhận người này tuy rằng chịu thương nặng nhưng thanh âm vẫn là vô cùng dễ nghe người nọ yên tâm mà khẽ thở dài một hơi lâm nhi không cần lo lắng hoàng huynh chắc chắn tin tưởng vạn đại nhân là vô tội chiếu cố tốt chính ngươi đi không biết vì sao, Bạch chỉ có điểm chán ghét người tốt như vậy, rõ ràng chính mình đều ở chỗ sâu trong nguy hiểm, còn muốn đi quan tâm người khác, người như vậy, không phải bị chết đặc biệt sớm, chính là bị chết đặc biệt thảm, quả thực, lời này vừa nói ra, người nọ hơi hơi sửng sốt, cũng không có nói chuyện nữa, lại có người đến rồi, Bạch chỉ lung tung đem chính mình, ngã xuống đất giả bộ ngủ, đem vạn lâm mang đi ra. Một cái thanh âm bén nhọn vang lên, dạ. Hai người mở ra nhà tù, Đem bạch chỉ theo trên mặt tha lên, ánh lửa mờ nhạt chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn, thoạt nhìn thập phần chật vật. Lâm, Lâm Nhi. Nam tử trên giá gỗ kia máu chảy đầm đìa vừa nhìn thấy bạch chỉ, không khỏi rơi lệ, "Các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì, hướng về phía ta đến, không cho phép thương tổn nữ nhi của ta." Ha ha, lão gia này, miệng còn rất cứng rắn. Công công kia châm biếm, đối với thị vệ ném tới một cái ánh mắt Lập tức một chậu nước lạnh đem bạch chỉ từ đầu đến chân ướt nhẹp, không khỏi đánh cái giật mình, giả bộ hôn mê là không có khả năng thân. Một đôi đôi mắt đẹp từ từ chuyển tỉnh, Lâm Nhi là là cha, hại ngươi a. À. Bạch chỉ thế này mới thấy rõ, nam tử trung niên trên giá gỗ chỉ thấy hắn kia tràn đầy vết roi đau lòng nhìn chính mình, cha. Người trên giá gỗ nước mắt đầy mặt, chậm rãi gật gật đầu, vạn đại nhân, còn không mau mau khai ra, ngươi cũng không muốn. Lệnh ái chịu khổ đi." Công công kia nói xong, Bạch Chỉ thấy đầu gối đau xót, thị vệ hung hăng một cước đá vào đầu gối của nàng, tức thì nàng nặng nề mà hướng mặt đất ngã xuống, cơn đau theo hai đầu gối truyền đến. Bạch Chỉ cắn răng, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía tên thị vệ đá nàng xuống, hảo, mặt của hắn, nàng nhớ kỹ, thị vệ kia không khỏi cả kinh, nha đầu kia còn nhỏ tuổi, mà ánh mắt, cư nhiên làm hắn cảm thấy một tia sợ hãi, hừ thông đồng với địch bán nước. Ta, ta phi. Khi nam tử một ngụm nước bọn sen lẫn máu tươi phun lên mặt vị công công, công công biểu tình lập tức giữ tận, đến, đem vạn lâm dùng roi đánh. Đúng lúc này, một thanh kiếm lạnh lẽo từ sau đầu đặt ở trên cổ vị công công kia, ai? Thanh âm hoảng sợ vang lên, hai gã thị vệ lập tức buông bạch hơn, rút ra bội kiếm bên hông cảnh giác nhìn về phía người tới, trường phong. Người tới cướp ngục trong đó một gã thị vệ hiếp lại mắt, bạch chỉ thấy, theo kia công công phía sau, hé ra một khuôn mặt lạnh lùng. Chương 3 Hóa thân công công Nguồn Mê truyện audio com Editor, La Đi Trường Phong Ngươi tới cướp ngục Trong đó một gã thị vệ hiếp mắt lại, bạch chỉ thấy, phía sau vị công công kia, hé ra một khuôn mặt lạnh lùng. Khuôn mặt góc cạnh đặc biệt cân đối, chiếc mũi cao thẳng, đặc biệt ánh mắt kia vô cùng lãnh huyết, không cần hoài nghi, khẳng định chính là cao thủ, chỉ thấy hắn lạnh lùng cười, cũng không phải lần đầu tiên. Vương gia ở đâu? Kiếm kia hướng tới trên cổ công công lại thêm sâu một phần, lập tức máu chảy xuống cỡ, ở nơi nào? Công công vô sĩ run run chỉ hướng bạch chỉ ở cách vách nhà tù, trường phong thoáng nhìn một cái giá gỗ trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết của vết máu chảy đầm đìa, chỉ nghe thấy sau lưng âm thanh lạnh lùng truyền đến, không cần phải nói, ngươi chính là đối với vương gia của nhà ta dùng hình. Khi cắt đốt ngón tay vì phẫn nộ mà phát ra khanh khách thanh âm, khi công công lập tức cảm thấy không ổn, ngươi, ngươi đừng sằng bậy, người đâu, người đâu nhưng là. Còn chưa kịp nói hết, cổ chợt lạnh, khi công công vẫn còn tròn mắt, lại vô thức ngã xuống trên mặt đất người tới. Đến. Bạch chỉ mắt lạnh đảo qua, bóng dáng mảnh khảnh chuẩn xác không có sai lầm nắm lấy cổ của thị vệ muốn gọi người tới kia, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái đầu kia liền như vậy lấy mất tự nhiên cúi ở trên cổ, vô lực thân hình ngã xuống dưới chân bạch chỉ, thị vệ vừa rồi mới đá bạch chỉ bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, này nha đầu làm sao có thể có như vậy thân thủ, động tác ngoan lệ, nếu không phải trải qua đặc thù huấn luyện là không có khả năng sẽ có như thế chuẩn xác gây sát. Thương như vậy, hắn hoảng sợ rút ra bên hông bội đao, bạch chỉ tốc độ so với hắn nhanh gấp đôi, nhưng lúc đại đao bên hông rút ra thì một thanh chủy thủ sắc bén hướng về phía yết hầu của thị vệ kia, ngay thanh âm đều không có kịp phát ra, lạnh lùng cười, nàng bạch chỉ đều là có cừu oán tất báo, chính là, làm cho hắn chết rất tiện nghi, có người cướp ngục. Có người cướp ngục. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ỉ, làm cho trường phong đang bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cảnh giác nhìn thoáng qua kia bất quá là tiểu cô nương 13-4 tuổi, nàng, nhất định không phải nữ nhi vạn phong, trước mắt không phải là thời gian để ý tới nàng. Trường phong vọt vào nhà tù, thời điểm đi ra trong lòng ông một gã nam tử mặt huyết y, tóc sợi rối tung dính sát vào nhau ở trên mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Bạch chỉ hơi hơi kinh ngạc, như thế nào, người nọ hôn mê trôi qua, trường phong có thâm ý khác nhìn bạch chỉ liếc mắt một cái, dưới chân sinh phong chớp mắt đã ly khai khỏi nhà tù. Bạch chỉ đem trụy thủ thu vào bên hông, lâm, lâm nhi. Nam tử trên giá gỗ hấp hối, phát ra thanh âm mỏng manh, bạch chỉ rất nhanh cân nhắc, rất nhanh làm quyết định, nàng theo trên vách tường cầm lấy một chi búa, chuẩn xác bổ xiền xích trên người vạn phong ra, đưa hắn ổn định đặt ở trên mặt. Ngự hoa viên, hoa sơn trà, lâm nhi, ngươi, hoàng, công. Vạn phong gắt gao cầm lấy bàn tay nhỏ bé của bạch chỉ, dùng hết tia khí lực cuối cùng, lại chỉ nói như vậy vài lời, liền nuốt xuống cuối cùng một hơi, vạn phong, nếu ta chiếm dụng thân thể nữ nhi vạn lâm của ngươi, tất sẽ thay nàng hảo hảo sống sót, bạch chỉ giúp hắn đem hai mắt mở to khép lại, liếc một bên đã muốn cứng ngắt công công, nhanh chóng mặc quần áo hắn vào, một đội thị vệ mang theo cây đuốc nhanh chóng chạy tới phía ngoài nhà tù, tại một góc, một gã tiểu công công cúi đầu rất nhanh hành. Tẩu, không nghĩ qua là đụng vào người tới, thiếu chút nữa liền ngã sắp xuống, chết tiệt thân mình thật sự là suy nhược, bạch chỉ cắn răng một cái, lớn tiếng dọa người, lấy tay che mặt, có, có người cướp ngục, cướp ngục. Cả người run run, hoặc bộ giá NG.NH in giống như thực sợ hãi, trước mắt xuất hiện một đôi giày màu vàng, ai cướp ngục. Hướng chạy đi đâu? Một thanh âm giận dữ từ đỉnh đầu truyền đến, bạch chỉ bên tai đột nhiên hồi tưởng lại âm thanh đầy từ tính kia, ánh mắt đen một mảng, thật có lỗi, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, vương gia, vương gia bị cứu đi, hướng, hướng bên kia đi. Cố ý đè thấp thanh âm, vươn tay đến, lại chỉ vào phương hướng ngược lại, lợi hại ánh mắt bắn về phía dưới chân tiểu thái giám này ống tay áo có vết máu, bạch chỉ phía sau lưng có chút ẩm ướt, người này rõ ràng có điều hoài nghi, không nghĩ tới hắn chính là hơi hơi dừng cước bộ một chút, ngay lập tức đi qua, mang theo bọn thị vệ hướng tới phương hướng nàng chỉ đuổi theo, thẳng đến khi bốn phía không còn động tĩnh, bạch chỉ chậm rãi đứng dậy, thở dài một hơi. Không khỏi nhìn về phía cổ tay áo có vết máu, xem ra nàng càng phải cẩn thận thêm mới được một cái hoa viên núi giả bên trong, bạch chỉ cả người tựa vào trên tảng đá, cố gắng tiêu hóa những điều vừa rồi chứng kiến. Đỏ thẩm tường, vàng sáng ống ánh, những cột trụ xa hoa được khắc tuần long cung nữ cùng thái giám thần sắc khẩn trương qua lại. Nơi này, xem ra chính là hoàng cung cổ đại, vương hai tay, bạch chỉ nhìn đôi tay tái nhật vô lực, không khỏi nắm chặt quyền, này thân mình thật sự là quá yếu, bất quá là như vậy sẽ không có điểm lộ, nhưng lại làm nàng cảm giác được mệt mỏi bên người lại không có công cụ chỉ có thể dựa vào trí nhớ dùng võ thuật phòng thân cổ đại này hoàng cung đề phòng xâm nghiêm nếu muốn đi ra ngoài còn phải bàn bạc kỹ hơn tiểu lộ tử ngươi đi đâu trên hành lang có người ngăn cản tiểu thái giám vừa bị gọi tên kia tai chìa khóa tàn thư các bị ta để ở trong phòng ta thế này vừa mới tay không trở về chợt nghe gặp có người cướp ngục thiếu chút nữa liền gặp hoàng thượng Tiểu thái giám kia thoạt nhìn thực có dáng vẻ khẩn trương, ai u, ngươi cái đồ ngốc này, còn không mau đi đem chìa khóa tàn thư cắt lên, chuyện này mà sơ sẩy là mất đầu như chơi đấy. Người nọ hung hăng vỗ đầu tiểu lộ tử, bộ dạng chỉ tiết rèn sắt không thành, cái này, cái này, ngươi nên giúp ta giữ bí mật A. À? Được rồi, được rồi, mau đi đi. Người nọ dẫn theo đèn lồng, nhìn tiểu lộ tử đi xa dần, không khỏi lắc lắc đầu, tàn thư cắt bạch chỉ trong lòng đã có so đo lén lút theo đi lên lưu thị vệ đây là đi đâu tiểu lộ tử tiến đến sân tàn thư cát một đường đi lên thiếu chút nữa liền đụng phải thân hình to lớn của thị vệ có người cướp ngục thị vệ trưởng phân phó chúng ta lại đây kiểm tra đã muốn không có việc gì tiểu lộ tử nhanh chút đem cửa khóa lại thị vệ kia thần sắc nghiêm túc không đợi tiểu lộ tử đáp lời mang theo thị vệ liền ly khai khỏi sân tiểu lộ tử có chút ngây người rốt cuộc là ai bị cướp đi, như thế nào lớn như vậy động tĩnh. Ngay tại lúc này, có cái bóng dáng nhỏ gầy chui qua khe cửa vào tàn thư cắt, chỉ nghe thấy xiền xích tất tất cốt cốt thanh âm, cửa bị một phen khóa xong, bạch chỉ dựa vào một loạt giá sách phía sau, khẽ thở dài một cái, bốn phía một mảnh tối đen, chỉ có ngoài cửa hành lang là đèn lồng được treo dắt, đem ánh sáng dần dần tiến vào. Đợi cho chung quanh không còn động tĩnh, bạch chỉ mới mọi nơi tìm tòi một phen, đốt một ngọn nến trong chung nhỏ lên tứ quốc đồ sách. Rút ra một quyển sách cổ, bạch chỉ ngồi trên chiếu, nương nhờ ánh sáng mỏng manh đem một quyển sách mở ra xem, nguyên lai, nàng xuyên qua đến một cái thời đại không có trong lịch sử, có thể nói, đây là một cái không gian hoàn toàn xa lạ. Thiên hạ chia làm tứ đại quốc, dập quốc, kỳ quốc, tán quốc, bắc quốc. Tứ quốc chia đều thiên hạ, thực lực tương đương, chung quanh phụ thuộc vào vài cái tiểu quốc, các quốc gia biên cương tương liên, địa thế khác nhau rất lớn, dập quốc, kỳ quốc nhiều bình nguyên gò đống, tán quốc, bắc quốc bị nói cao bao quanh. Mà dập quốc, kỳ quốc lấy văn thư làm trọng, tán quốc, bắc quốc lại trọng võ, chỗ bạch chỉ đang ở hiện tại, chính là dập quốc hoàng cung, nơi này sách sử, binh thư cái gì cần có đều có, bạch chỉ mỉm cười, đêm nay sẽ không nhàm chán, ánh trăng u tĩnh, trong tàn thư các hơi lộ ra ánh sáng, bóng người nho nhỏ, tiếng lẫy sách nhẹ nhàng, không khí an hòa, mà bên ngoài tàn thư cát, cũng là một đêm không ngủ. Chương 4 Sưu tập tin tức Nguồn Mê truyện audio com Editor La đi đung vừa tờ mờ sáng, cánh cửa sâu kính của tàn thư cát liền mở ra, tiểu lộ tử cầm trong tay căng chổi lông gà, theo cái giá sách thứ nhất bắt đầu quét tước lên, miệng còn khe khe cười, ai u. Dưới chân không biết vấp phải thứ gì, lập tức liền ngã cái chổng vó bạch chỉ đột nhiên mở mắt ra không xong tối hôm qua nhìn cơ hồ xem toàn bộ sách trong tàn thư cát mệt quá ngay cả có người tiến vào cũng không biết ngươi ngươi là ai nha tiểu lộ tử ngã đau gắn đứng lên không nghĩ tới người làm chính mình bị ngã xuống cư nhiên là một cái tiểu thái giám lập tức phát hỏa đứng lên nơi này là địa phương ngươi có thể ngủ sao mau đứng lên bạch chỉ thực tự nhiên đứng lên cõi lòng đầy xin lỗi là tiểu lộ tử công công a, à, ai, ta quá mệt mỏi, không nghĩ qua là liền đã ngủ, công công không bị thương đi. Dứt lời liên tục gập đầu cuối người. Không giấu vết đánh giá một chút tiểu thái giám trước mắt, hắn bên hông không có ngọc bội, cung y cũng là thập phần sạch sẽ, xem ra chính là một cái không có quyền thế, nhưng tình cảnh coi như không sai cũng là một tiểu thái giám, theo một quyển Dập Quốc cung chế lý viết, Dập Quốc trong hoàng cung thái giám cấp bậc chia làm tổng lĩnh thái giám phía dưới có đại tổng quản, phó tổng quản, xuống lần nữa mặt có chỉ huy trực ban thủ lĩnh, ngự tiền thái giám, bình thường cấp cuối cùng quét tước, tầng tầng tiết chế, chế độ nghiêm cẩn, tiểu lộ tử kỳ quái, tối hôm qua hắn rõ ràng đem cửa khóa, cũng không gặp người bên trong. hồ nghi đánh giá tiểu thái giám trước mặt này, chỉ thấy hắn so với chính mình hơi ẻo lả một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bụi bẩn, cung phục nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn thập phần chật vật, ngươi là người cung nào a? À? Làm sao có thể ở trong này? Tiểu nhân, tiểu nhân là người Thanh Nguyệt cung. Bạch chỉ cảm thấy vừa chuyển, Thanh Nguyệt cung là lãnh cung của hoàng cung Dập Quốc, tối hôm qua lật xem sách cung đình cũng ghi lại, duy có Thanh Nguyệt cung này là không có tương quan cung nhân ghi lại, chỉ có một loại tình huống, chính là này lãnh cung đều là phái một ít người cung nhân già yếu hầu hạ, bọn họ tương đương với người vô dụng trong cung, nguyên bản ghi lại đã bị sang rớt. Như vậy không phải vừa vặn làm cho nàng đục nước béo cò sao, thanh nguyệt cung. Tiểu lộ tử nhất thời hiểu được, xem này tiểu thái dám gầy, còn có này mặt, này quần áo, khẳng định lại là bị người nào trong cung nhân ngược đãi mới trốn tới chỗ này, một cổ chính nghĩa cảm giác đối với người nhỏ hơn không khỏi nổi lên dễ giải đi, tên gọi là gì a à? Tiểu nhân, tiểu nhân kêu, tiểu chỉ tử. Thanh âm càng nói càng nhỏ giọng, tiểu lộ tử thoạt nhìn có vẻ là kẻ yếu đuối nhát gan, nghĩ đến nàng là sợ, cũng là người trong cung sao ai cũng đều có thể khi dễ thanh nguyệt cung nhân, này tiểu thái giám khẳng định bị không ít khổ, khó trách gặp người chỉ sợ. hắn nào biết, bạch chỉ là bị chính mình cấp buồn bực, tên chính mình dễ như vậy, liền như vậy bị đạp hư. ân, tiểu chỉ tử, bảo ta một tiếng lộ đại ca, về sau nơi này, người muốn tới thì tới, không quan hệ. tiểu lộ tử nhất thời cảm thấy chính mình thật sự là vĩ đại, hơn nữa này làm đại ca tư vị hắn còn không có thử qua, bạch chỉ có chút buồn cười, bất quá này tiểu thái giám thật sự thú vị, lộ đại ca. Ân, không có việc gì thì đến đây nhiều một chút. Này một tiếng lộ đại ca xem như gọi vào trong lòng hắn đi, nhịn không được vỗ vỗ phía sau lưng bạch chỉ, này xương cốt, tay hắn đụng sinh đau, không khỏi, chật, một tiếng, cũng là người thanh nguyệt cung, sao có thể đủ tiền trả thứ tốt, tiểu lộ tử trước mắt sáng ngời, ngươi chờ. Bạch chỉ nhìn bóng dáng kia bị kích động rời đi, cười nhẹ, này tiểu thái giám diện mạo bình thường, người cũng tạm được, cũng may tâm địa thiện lương. Ngón tay xẹt qua những quyển sách đã được sắp xếp từ tối hôm qua xem qua từ giữa gian rút ra một quyển, chỉ chốc lát sau, tiểu lộ tử mang theo một hộp thức ăn một mặt đi đến, đặt ở trước mắt bạch chỉ, bên trong là ba cái bánh bao béo nóng hầm hập, tiểu chỉ tử, ăn đi. Đừng khách khí. Bạch chỉ ngồi xuống, Cầm lấy một cái bánh bao sốt thật to, nhìn tiểu lộ tử liếc mắt một cái, nàng quả thật đói bụng, cảm ơn. Nụ cười phát ra từ nội tâm, há mồm liền trắng một mụn, vị ngon lan tràn trong khoang miệng, tiểu lộ tử sửng sốt, kỳ quái, hắn như thế nào cảm thấy. Tiểu chỉ tử mới vừa cười, thật sự là đẹp mặt, bất quá vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thiểu, mà cách ăn bánh bao bộ dáng tao nhã, thấy thế nào cũng rất mê người. Không khỏi quơ quơ đầu chẳng lẽ chính mình chúng ta? Đột nhiên chú ý tới trên ống tay áo của Bạch chỉ có vết máu, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Tiểu lộ tử không khỏi một trận đau lòng, kia, một tiểu tử đáng yêu như vậy, ai lại nhẫn tâm, Bạch chỉ sửng sốt, ngạch, nhớ không rõ. Tiểu lộ tử nhướng mày, trong mắt tràn đầy đồng tình, đáng thương tiểu chỉ tử, đều bị đánh cho thần trí không rõ, tục ngữ nói rèn sắt khi còn nóng, Bạch chỉ buông bánh bao trên tay xuống, biểu tình có chút đần độn, lộ đại ca ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì tối hôm qua thiệt nhiều người đuổi theo ta đánh nói là muốn bắt cái gì thích khách còn nói có người cướp ngục tiểu lộ tử vừa nghe dùng sức vỗ hạ đùi khinh người quá đáng ngươi là một tiểu hài tử trói già không chặt như thế nào cướp ngục a à? tối hôm qua ai bị cướp bạch chỉ nhược nhược hỏi câu tiểu lộ tử thật cẩn thận nhìn nàng một cái là cẩn vương gia ly vương một cẩn tuy là tuyệt thế dung nhan nhưng thân thể lại tàn tật hai chân không thể di động là hoàng tử con sủng phi của tiên hoàng không biết tại sao bị thái hậu coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt một vài tháng lại bị quan trên gán cho một cái tội danh rồi dùng tư hình ước chừng nửa trước cũng có người cướp ngục thái hậu tức giận nhưng là có hoàng thượng cầu tình cũng chỉ có thể đem ly vương giam cầm mấy tháng làm cho này tỉnh lại này không vừa bị phóng xuất liền lại bị gọi đến dụng hình nguyên lai, like, tối hôm qua cái người tốt kia, chính là Ly Vương một cẩn. Vốn đang muốn hỏi một chút Ly Vương là người như thế nào, nhưng là bạch chỉ nhất thời nghĩ đến, người đó không có quan tới nàng, người tốt mệnh tốt, huống hồ, tối hôm qua nàng cũng không thật sự vạch ra phương hướng hắn chạy trốn. Bất quá, vương gia này cũng thật đủ quốc ức. Ai, đáng tiếc cho khuôn mặt khuynh quốc khuynh kia. Tiểu lộ tử vẽ mặt tiếc hận, cẩn vương gia là người tốt cũng không đem chúng ta xem là nô tài không biết thái hậu vì sao luôn làm khó hắn ta đoán nha khẳng định là thái hậu còn ghi hận mẫu phi của cẩn vương gia ai mai phi mất lâu như vậy thái hậu nàng thật sự là đột nhiên ý thức được chính mình nhiều lời phi 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 tiểu chỉ tử ta với ngươi nói những lời này ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài a à tiểu lộ tử chạy nhanh đem hộp thức ăn chứa mấy cái bánh bao thừa nhét vào vào bạch chỉ khuynh quốc khuynh thành ở thời điểm trong nhà lao giống như nghe được thị vệ kia nói câu cái gì mà không được tổn thương mặt của vương gia tiểu lộ tử cười hắc hắc đó là cẩn vương gia nhưng là đệ nhất mỹ nam của dập quốc điểm ấy di truyền từ mẫu phi hắn sau đó đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc của bạch chỉ ngươi nha khẳng định không thể so với vương gia bạch chỉ nhưng thật ra không sao cả bộ dạng qua hấp dẫn, ngược lại là một loại trói buộc tấm bản văn đầy mạng nhện bụi bặm được treo phía trên, có khắc thanh nguyệt cung ba cái chữ to tiểu chỉ tử, lộ đại ca chỉ có thể đưa ngươi đến đây, ngươi cũng biết trong cung quy cũ, không cho phép là không thể đi vào. Tiểu lộ tử có chút sợ hãi nhìn đại môn kia phiến màu xám, bất đắc dĩ thở dài, ngươi, hảo hảo chiếu cố chính mình, có việc thì đến tàn thư các tìm ta. Đại môn nặng triểu hơi hơi lộ ra khe hở, có âm phong theo bên trong thổi đến, bạch chỉ mỉm cười, cảm ơn lộ đại ca. Nhẹ nhàng đẩy ra môn, bước đi đi vào, tiểu lộ tử nhìn xung quanh một hồi lâu, lắc lắc đầu, ai, đứa nhỏ thật tốt a. À. Chương 5 Phi tầng phân tranh Nguồn Mê truyện audio com Editor La đi đung sâu vào trong thanh nguyệt cung, vòng qua một cái núi giả, trong sân sơ sát tiêu điều, một gốc cây khô cao lớn trên cây lộ vẽ mấy cái đã muốn phai màu mục nát, gió lạnh lạnh rung thổi từng đợt dưới tàn cây trúc la, đưa ta hoàng nhi, đưa ta hoàng nhi, ha 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 ha. Một tiếng kêu khóc thê lương đánh vỡ yên tĩnh quỷ bí này, làm cho bạch chỉ phục hồi tinh thần lại, bên trái một cửa phòng rách nát đột nhiên mở ra, bên trong lao tới một gã phụ nhân, sắc mặt của nàng trắng bệt, tóc rối tung, hỗn độn, trên người quần áo sớm phân biệt không ra hình thức chỉ thấy này phụ nhân vọt tới trước mặt bạch chỉ, trận to mắt nhìn nàng, gió lạnh kia đem trúc la thổi đến bên chân phụ nhân, hấp dẫn tầm mắt của nàng, một phen theo lao tới thân cây trúc la liền gắt gao ôm thật. Chặt, hoàng nhi. Ngoan, không ai có thể thương tổn chúng ta, ngoan, ngoan. Bạch chỉ mặt không chút thay đổi, dưới chân vừa động, kia phụ nhân liền điên cuồng mà hô to, không cho phép lại đây ta sẽ không cho ngươi thương tổn hoàng nhi của ta, vừa kêu vừa thối lui đến dưới tàn cây khô, thản nhiên nhìn kia điên phụ liếc mắt một cái, bạch chỉ lập tức đi vào một gian phòng khác, đẩy cửa, cho bụi rơi xuống khiến cho bạch chỉ đánh cái hắt xì, xem ra nơi này hồi lâu không có người đến quét tước. Nhẹ nhàng thổi bay cho bụi trên ghế, bạch chỉ toàn thân sốt ngồi xuống là rời đi, vẫn là lưu lại. Hạt tử sẽ ở làm sao? Bằng năng lực hiện tại của bản thân, muốn tại cái thế giới này tìm một người khả năng đã muốn thay đổi diện mạo nói dễ hơn làm, vương tay ở trên bàn viết chữ lưu, nếu đã đến đây thì không bằng từ đây làm nên, hoàng cung thủy mặc dù thâm, nhưng không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, chỉ cần dựa vào một cái quyền thế, muốn tìm người liền dễ dàng nhiều lắm, ngự hoa viên, hoa sơn trà. Nỉ non, bạch chỉ một tay lau đi chữ trên bàn, đứng dậy rời đi, mới vừa đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới một việc, chính mình này thân quần áo này, hẳn là phải thay đổi lộ đại ca bạch chỉ không tiếng động xuất hiện ở phía sau tiểu lộ tử đang ở trên cây thang gỗ quét tước giá sách đem hắn hoảng sợ ai nha tiểu chỉ tử làm sao vậy có phải hay không lại bị ai khi dễ bạch chỉ cúi đầu nhìn nhìn chính mình cung phục nhẹ giọng nói ta này quần áo nhưng là nội vụ phủ xem này bộ dáng ủy khuất tiểu lộ tử lập tức hiểu được định là nội vụ phủ kia giúp bọn thái giám không chịu cho không có việc gì lộ đại ca ta còn có một bộ dư thừa cho ngươi cầm dù sao hai người dáng người không sai biệt lắm trước được thông qua đi tiểu lộ tử đem bạch chỉ đưa đến trong phòng của mình trong một ngăn tủ cũ lấy ra một bộ cung phục coi như sạch sẽ ngươi lau mặt đi bằng không làm cho tổng quản thấy lại la mắng vừa muốn xoay người đã bị bạch chỉ kéo lại ống tay áo lộ đại ca ta đã muốn mấy ngày không tắm rửa bạch chỉ nói là thật sự nàng đều ngửi được chính mình trên người toàn mùi hôi. Lời này vừa nói ra, tiểu lộ tử tâm đồng tình lại tràn ra, khóc mắt nhất thời ẩm ức, hảo, hảo, lộ đại ca cho ngươi đem dục bồn đến. Nhìn bóng dáng kia rời đi, bạch chỉ biểu tình dần dần lạnh xuống, cho dù hắn làm nhiều như vậy, nàng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn, dù sao, tại đây loại đục ngầu nước sâu giữa, bao nhiêu người có thể bảo trì tâm tình đơn thuần một khi làm cho nàng phát hiện tiểu thái giám này có động tác gây rối như vậy nàng nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình toàn thân ngâm ở giữa thùng nước ấm bạch chỉ tựa đầu hoàn toàn vào trong nước như vậy cảm giác mới có thể làm cho nàng tĩnh tâm tiểu lộ tử lại hồi tàn thư các quét tước trong phòng chỉ có một mình nàng hạt tử hạt tử hạt tử ngươi ở đâu nhất định phải còn sống nhất định phải nước ấm ngâm trên mặt bụi bặm chậm rãi tán đi tuyệt mỹ dung nhang như ở ban đêm nở rộ nhiều loại hoa không hề ngăn cản hiện ra ở trong nước giống như sắp thức tỉnh tinh linh chỉ nghe rầm một tiếng tóc dài mang theo thủy tích ôm nhuận da thịt bại lộ ở không khí mở mắt ra ngàn vạn tao nhã mơ hồ trên gương đồng chiếu ra kia khuôn mặt thánh tuyết ngũ quan xinh xắn thật giống như một cái búp bê gốm sứ mê người bạch chỉ không khỏi rung lên này khuôn mặt chỉ sợ tại đây trong cung sẽ cho nàng rước lấy không ít phiền toái a à, thùng 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 tiểu chỉ tử ngươi đã khỏe không có a à. ngoài cửa truyền đến thanh âm tiểu lộ tử chờ một chút mau tốt lắm không làm hắn tưởng bạch chỉ nhanh chóng đem khối bạch bố đem thân hình vừa phát dục dáng người hảo hảo bao bọc nhanh chóng thay sạch sẽ cung phục buộc tốt mái tóc lại đội thêm nón lộ đại ca đa tạ ngươi bạch chỉ vừa mở cửa tiểu lộ tử ngẩng đầu lên liền chống lại kia nắng con ngươi trong tay nhất thời cứng ngắc trong lòng hoa quả rớt xuống ngươi, ngươi. Suy ngốc chỉ vào khuôn mặt kia, nhưng lại nói không ra lời, nhặt lên hoa quả, một lần nữa thả lại tiểu lộ tử trong lòng, lộ đại ca, ta muốn đi ngự hoa viên một chuyến. Dứt lời, bạch chỉ liền hướng viện ngoại đi đến, không được a. À. Tiểu lộ tử đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một phen phải bắt trụ tay áo bạch chỉ, tuyệt mỹ dung nhan kinh ngạc nhìn về phía hắn, đem tiểu lộ tử đã muốn vương đi thủ lại cấp kinh ngạc trở về, không, không thể đi. Tiểu lộ tử mọi nơi nhìn xung quanh hạ, lệ phi nương nương ở ngự hoa viên đó. Cố ý đề thấp thanh âm, lệ phi nương nương. Ái nữ của Chu Thượng Thư là sủng phi duy nhất của Hoàng đế, vì sao? Chẳng lẽ nơi nào lệ phi nương nương tới cũng không cho phép xuất hiện những người khác sao? Tiểu lộ tử lo lắng dậm chân, tiểu chỉ tử, ngươi sẽ không không biết đi, lệ phi nương nương hận nhất bộ dạng so với nàng mỹ người. Ngươi đi, không phải cấp chính mình chọc phiền toái thôi mà khuôn mặt của tiểu chỉ tử này, trong cung sở hữu Tần Phi đều so ra kém, nhưng là một cái công công hơn nữa, thuộc Tần Nương Nương đã ở kia. Lệ Phi hận mỹ nhân. Điểm ấy, tàng thư các lý cũng không ghi lại, bất quá thuộc Tần, Bạch chỉ nhớ không lầm trong lời nói, nàng bất quá là một cái phi tử không chịu sủng, mỉm cười. Bạch chỉ lặng lặng đi ra ngoài, tiểu lộ tử thoáng chốc bị mê loạn kinh hoàng khi thấy bạch chỉ chạy tới thật xa, cuốn quyết đuổi theo, tiểu chỉ tử, Nghe ta trong lời nói, đừng đi, nếu không, lần khác cũng biết a. À. Tiểu Lộ tử đuổi kêu vừa đuổi theo, lần khác. Nói không chừng manh mối đã bị hướng đi rồi, hừ, thuộc tầng, ngươi là như thế nào quản giáo nô tài, cư nhiên dám để cho nàng va chạm bản cung. Vừa mới tiếp cận ngự hoa viên, liền loáng thoáng nghe thấy một giọng nữ bá đạo. Nương nương, tiểu thúy, tiểu thúy không phải cố ý. Bạch Chỉ theo góc sáng sủa nhìn lại, chỉ thấy lương đình ở ngoài một cái cung nữ khóc sức mướt quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng bên cạnh là một cái sắc mặt lo âu của nữ tử mà trước mặt nàng là vài tên cung nhân kiêu ngạo chỉ nghe ba một tiếng một gã cung nữ hung hăng quăng cho nữ tử một bạt tai còn dám mạnh miệng cư nhiên dám làm bẩn thăng tay của lệ phi nương nương mắt chó của ngươi mù sao xem phục sức trang phục cung nữ bên kia xem ra là cung nữ bậc hai bên cạnh lệ phi mà kẻ bị đánh kia chính là cung nữ bậc ba, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói chính là cái này đi, người tới, đêm này nô tài loạn côn đánh chết. Một gã yêu diễm nữ tử lạnh lùng quát, một đôi mị nhãn nhưng thật ra khinh thường liếc liếc mắt bên cạnh một cái phi tử trang phục thanh nhã kia. Nương nương. Cung nữ hoảng sợ nhìn về phía phi tử cách nàng gần nhất kia, chỉ thấy phi tử kia phục một tiếng quỳ gối xuống vì cung nữ kia mà cầu tình lệ phi nương nương, tiểu thúy nàng không phải cố ý, nương nương tha nàng lần này đi. Thục tần, ngươi thật to gan, dám ngỗ nghịch nương nương. Khi cung nữ bật hai kiêu ngạo một cái tắt liền dán trên mặt phi tử kia, hừ, ta đây là thay mặt nương nương giáo huấn ngươi. Lệ phi trên mặt lóe tia sắc bén, còn không mau người tới. Này, hơi quá đáng. Xa xa tiểu lộ tử nhìn không được, nhưng là một cái tiểu thái giám, có năng lực làm cái gì đâu, bạch chỉ chính là lẳng lặng nhìn, đúng lúc này, một chút minh màu vàng xâm nhập thị giác của nàng. Chương 6 Diệu kế diệu thi Nguồn Mê truyện audio com Editor La đi đung, lệ phi nương nương, nô tỳ nô tỳ không có. Thượng thục tần vẽ mặt kích động, trưng trưng hai mắt làm cho nàng càng thêm điềm đạm đáng yêu, không có. Thục tần ý của ngươi là nói nương nương oan uổng ngươi. Khi cung nữ bật hai âm dương quái khí hạ nhân của ngươi va chạm nương nương, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che? Này cung nữ thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, bạch chỉ chính là lẳng lặng nhìn, đúng lúc này, một chút minh màu vàng xâm nhập thị giác của nàng, bỗng nhiên, nàng xoay người sang chỗ khác hướng về phía kia mặt minh màu vàng hoang mang rối loạn thẩn trương đi qua, khi tiểu lộ tử phản ứng lại thì lại làm hắn sợ hãi, kia, cái kia không phải, bạch chỉ cúi đầu, không biết là cố ý vẫn là vô tình, thiếu chút nữa liền đụng vào người tới, ngươi là người cung nào, bộ dáng hoang mang rối loạn khẩn trương gì. Nữa, thanh âm bén nhọn giận dữ, hoàng thượng, ngài không có việc gì đi. Ngược lại lại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, bạch chỉ dương mắt nhìn này cung phục hình thức cùng bên hông đeo bội hoàng, rõ ràng chính là tổng lĩnh thái giám bên người hoàng đế, tiểu nhân, tiểu nhân là thanh nguyệt cung, mới vừa rồi ở ngự hoa viên lý, thuộc tầng va chạm lệ phi nương nương, Lệ phi nương nương muốn tiểu nhân đến Thỉnh Hoàng thượng, Thỉnh Hoàng thượng làm chủ. Bạch Chỉ run rẩy thanh âm truyền đến, coi như đã bị kinh hách bình thường, thuộc tầng. Thanh âm ôn hòa lại trầm ổn trên đỉnh đầu vang lên, Bạch Chỉ sâu sắc cảm giác được ánh mắt sắc bén kia chính đánh giá chính mình, chẳng lẽ bị hắn nhận ra đến đây, Đông Phương Thức tổng cảm thấy tiểu thái giám này giống như ở đâu gặp qua, người tới, đánh cho ta. Cách đó không xa Lệ phi thanh âm truyền đến, 333 ba 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 gậy gộc trắng chắc không lưu tình chút nào đánh vào trên người tiểu thúy, không cần, đừng đánh, đừng đánh. Thuộc tầng ông cổ tiểu thúy, này gậy gộc không có chút do dự, thậm chí là có chút cố ý, cơ hồ đều đánh vào trên người thuộc tầng, bạch chỉ nghe động tĩnh, làm ra bộ dáng thực không yên, làm bộ ngắm lệ phi bên kia, đông phương thức thế này mới di động cước bộ, hướng tới ngự hoa viên đi đến, nguyên bản thở vào nhẹ nhõm, kết quả một đôi hắt giày ở bên người bạch chỉ dừng lại, ngươi thật to gan bất quá, nhưng cũng thông minh. Hải Công công ánh mắt thâm ý, Thanh Nguyệt cung. Không hổ là tổng lĩnh thái giám, không điểm tâm tư, như thế nào có thể đứng ở bên người hoàng đế. Bất quá, mục đích của nàng xem như đạt tới, dạ. Ngẩng đầu lên. Hải Công công phất trần đảo qua, chỉ thấy tiểu thái giám chậm rãi ngẩng đầu lên, kia khuôn mặt nhỏ nhắn so với nữ nhân còn mỹ hơn, Hải Công công nguyên bản nghiêm túc biểu tình có một tia buông lỏng trong mắt hiện lên kinh diễm, lui ra đi. Bạch Chỉ cúi đầu xuống, thật cẩn thận ly khai khỏi tầm mắt của Hải công công. "Đừng đánh, đừng đánh nương nương của ta." Tiểu Thúy khóc thê thảm, mà Lệ Phi sắc mặt lại càng phát ra đắc ý, dừng tay. Thanh âm này làm cho Tiểu Thúy trong mắt dấy lên hy vọng, Lệ Phi run lên, nhìn kia tuấn mỹ dung nhan dần dần tới gần, "Hoàng, Hoàng thượng." Lập tức cúi xuống thân mình hành lễ còn lưu loát vén sợi tóc bên má lên, đây là có chuyện gì? Đông Phương thước liếc liếc mắt một cái nhìn nữ tử trên mình đầy thương tích kia, không nghĩ tới này thuộc tầng, nhưng lại sẽ vì một cái cung nữ nho nhỏ mà đắc tội lệ phi, tham kiến, tham kiến hoàng thượng, đều là nô tỳ không tốt. Thuộc tầng kia khuôn mặt thảm hại, trên lưng có vết máu chảy ra, lệ phi thấy Đông Phương thước vẻ mặt không hờn giận nhìn chính mình, cuốn quyết giải thích, hoàng thượng, thuộc tầng va chạm nô tỳ, cho nên nô tỳ mới giáo huấn nàng một chút. Nga Đông Phương thức khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm, trẫm như thế nào không nhớ rõ, lệ phi ngươi có thể quản chế hậu cung. Lệ phi cả người chấn động, không biết làm sao nhìn Đông Phương thức đem thuộc tầng đỡ đứng lên, truyền ngự y. Thuộc tầng cảm thụ được độ ấm nóng bỏng trên cánh tay, nước mắt lại trượt xuống dưới, ẩn ẩn đưa tình nhìn tuấn Mỹ dung nhan, ôm nhu mở miệng, hoàng thượng. Truyền khẩu dụ của trẫm, lệ phi thân thể không được khỏe, cần ở xuân lệ cung tĩnh dưỡng, bất luận kẻ nào cũng không thể đến thăm. Lạnh lùng lỗ mãn một câu, cũng không quay đầu lại rồi sải bước rời đi, thuộc tầng đối với lệ phi chậm rãi thi lễ, ánh mắt ngoan độc ly khai khỏi ngự hoa viên, hải công công, ngươi. Lệ phi lo lắng dừng tại chỗ hải công công, muốn cho hắn ở trước mặt hoàng thượng vì nàng nói một vài lời hay, lệ phi nương nương, hoàng thượng cũng chưa nói cái gì, chính là muốn nương nương hảo hảo nghỉ ngơi, ngài vẫn là trở về đi. Hắn nhưng là hiểu biết nhất tính tình đông phương thước, nói ngọt. Hắn cũng không tưởng tượng được rủi ro. Vào đêm, ngự hoa viên phá lệ lạnh lẽo. Bạch chỉ tránh ở núi giả mặt sau, chờ thị vệ tuần tra đi qua, liền nhanh chóng nấp vào trong bụi hoa, hoa sơn trà, hoa sơn trà, nơi này nhiều như vậy hoa sơn trà, nàng muốn như thế nào tìm, ai u, tiểu lộ tử, ngươi đi đường nào vậy? Bạch chỉ nhất thời cảnh giác, Tiểu lộ tử làm sao có thể ở trong này? Chỉ thấy đối diện trên hành lang, một cái tiểu thái giám đang cầm một cái chăn giường lớn, đang theo người trước mắt cúi đầu không lưng, là Hoài Công Công A, à. ha ha. Tiểu nhân đưa giường chăn cho người ta, không cẩn thận đụng vào Công Công, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Đưa chăn. Bạch chỉ thấy, con đường này quả thật là đi Thanh Nguyệt Cung. Hừ, tạp gia hiện tại không rảnh thu thập ngươi, lần sau cấp tạp gia cẩn thận một chút. Khi công công quần áo cùng bội hoàng bên hông, hẳn là thủ lĩnh chỉ huy trực ban, hoài công công, đa tạ công công, đa tạ công công. Tiểu lộ tử cuốn quýt tránh đường, sợ hãi nhìn hoài công công rời đi, thanh nguyệt cung ngoài cửa lớn, vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa, tiểu chỉ tử. Tiểu chỉ tử. Chi nha một tiếng, một cánh tay trắng nõn đột nhiên chìa ra đem tiểu lộ tử kéo đi vào, quỷ A, quỷ. Tiểu lộ tử hoảng sợ hô to, lập tức đã bị người nọ bưng kín miệng, lộ đại ca. Bạch chỉ rất là không nói gì, tiểu lộ tử thấy rõ mặt người nọ, nhất thời mặt đỏ một mảnh, khụ khụ, tiểu chỉ tử, ta, ta, hại ta sợ. Đưa ta hoàng nhi, đưa ta hoàng nhi, ha 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 ha. Một gian phòng mờ nhạt ở trong truyền đến thanh âm quỷ mị, làm cho tiểu lộ tử đánh cái giật mình, bạch chỉ mỉm cười, đưa hắn vào trong phòng, tiểu lộ tử lập tức ôm cái mũi nhíu nhíu mày, nơi này, người làm sao có thể ở lại a à? hơn nữa đối diện còn có người điên lộ đại ca ngươi đem chăn cho ta đến đây bạch chỉ nhìn kia một cái chăn giường sạch sẽ này trong phòng cái gì đều không có ông trời thật bạc bẽo còn muốn nói buổi tối muốn như thế nào nghỉ ngơi đây tiểu lộ tử vẻ mặt chua xót ai tiểu chỉ tử ngươi như thế nào cũng không cùng lộ đại ca nói đi ngày quá như vậy kham khổ thật sự là đáng thương a à? tiểu lộ tử đi đến bên giường thổi thổi mặt trên tro bụi, không được. Đột nhiên, hắn hô to một tiếng, cô lỗ cô lỗ bỏ chạy đi ra ngoài, bạch chỉ không rõ cho nên, một lát sau, tiểu lộ tử liền đem một cái khăn và thau nước, hấp tấp tiến vào liền bắt đầu quét tước lau chùi phòng ở, lộ đại ca, vẫn là để ta làm đi. Bạch chỉ muốn trong tay hắn tiếp nhận khăn lau, lại bị hắn ngăn lại, ngươi kia tiểu thân thể, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, lộ đại ca nhất định quét tước cho ngươi thật sạch sẽ không thể không nói tiểu lộ tử tay chân quả thật nhanh nhẹn đưa hắn ra khỏi thanh nguyệt cung bạch chỉ yên lặng về tới phòng trong cách vách điên tiếng la đã muốn dần dần bình ổn bạch chỉ vuốt ve một cái chăn giường ấm áp không biết suy nghĩ cái gì tiểu lộ tử tâm tình không sai một đường trở về viện của mình nhất mở cửa hai bóng dáng cao lớn đưa hắn bao lại hai vị đại ca đã trễ thế này có cái gì chưa nói hết câu sau gáy đau xót liền vô tri vô giác Chương 7 Tàn vương một cẩn Nguồn Mê truyện audio com Editor La đi đun một tiếng, nước lạnh rót từ đầu đến chân đem tiểu lộ tử toàn thân ướt lạnh tê. Toàn thân không khỏi một trận rùng mình tiểu lộ tử trực tiếp bị đông lạnh tỉnh này, đây là thế nào? Căn phòng ở này cùng một loại với sài phòng, tản ra nồng đậm mùi bụi bặm, ánh sáng mờ nhạt chiếu ra ba bóng dáng, tiểu lộ tử ngẩng đầu lên thấy rõ người ngồi nọ, cuốn quyết cúi đầu, hải, hải công công. Hải công công hai chân bắt chéo, ngón cái công công ban chỉ, thản nhiên nhìn tiểu thái giám dưới mặt đất trên người ướt đẫm, ân. Hồi lâu không nói lời nào, tiểu lộ tử trong lòng căng thẳng bồn chồn, trễ như vậy đưa hắn mang đến xài phòng yên lặng này, chẳng lẽ là vì hắn vụng trộn lén mang chăn bông cho tiểu chỉ tử nên trừng phạt hắn, tiểu lộ tử. Hải công công giọng điệu kéo dài dày dặn, dạ, dạ. Tiểu lộ tử liên tục gật đầu, cũng không dám thở mạnh, vô liêm sĩ, công công có kêu ngươi nói đâu, còn không ngẩng đầu lên. Bên cạnh hai cái thái giám tác một cái ở trên đầu hắn. Dạ. Dạ. Miệng thở phì phò, tiểu lộ tử run run ngẩng đầu lên, lại không dám nhìn thẳng hải công công, chỉ có thể theo dõi hắn bên hông bội hoàng, hắn cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi hải công công mặt mang ý cười nghe nói ngươi cùng thanh nguyệt cung tiểu chỉ tử rất thân thiết a à? quả nhiên hải công công là tới khởi binh vấn tội tiểu nhân tiểu nhân chính là xem tiểu chỉ tử đáng thương mới tặng hắn một cái chăn bông nga sao lại thế này hải công công nhíu nhíu lông mi thưa thất tiểu lộ tử vui vẻ đem chuyện như thế nào gặp tiểu chỉ tử còn có thanh nguyệt cung thở khóc lóc kể lại một lần, tiểu chỉ tử kia tiểu thân thể, thế nào chịu được như vậy khổ nha, cho nên tiểu nhân mới cho cái chăn bông đem qua. Biết là người nào cung nhân làm sao? Hải công công giống như đối tiểu chỉ tử chuyện tình đặc biệt để ý, tiểu lộ tử đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là ngày đó tiểu chỉ tử ở trước mặt hoàng thượng giúp thuộc tầng một phen, hải công công bất mãn. Hải công công, ngài cũng biết, Cung nhân người nào không có khi dễ qua nhóm tiểu thái giám Thanh Nguyệt cung, tiểu nhân nào dám nói lung tung a. À. Cẩn thận nhìn phản ứng của tiểu lộ tử, Hải công công sâu kính nói, đi xuống đi. Nhìn tiểu lộ tử yên lặng lui ra ngoài, công công, Thanh Nguyệt cung thời gian trước quả thật tặng vài tên tiểu thái giám ốm yếu đi vào. Một gã tiểu thái giám cúi đầu ở Hải công công bên tai nói xong, Hải công công gật gật đầu, trong lòng đã có một phen cân nhắc, hoàng thượng, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi ngự thư phòng, hải công công hạ thắt lưng ở bên tai đông phương thước nói xong, mặt lạnh lùng, nhếch môi biểu hiện xuất hiện tâm tình, ba một tiếng, đông phương thước một tay lấy tấu chương ngã ở trên bàn, vạn phong sợ tội tự sát. Vậy mà bọn họ nói được. Hải công công cảm thấy cả kinh, vạn phong, cái kia một nam tử hán, nói hắn thông đồng với địch bán nước, còn nói cái gì sợ tội tự sát, thật sự khó có thể làm cho người ta tin tưởng. Hoàng thượng, kia nhi nữ của Vạn Phong hắn nghe nói kia ban nhân ngay cả Vạn Lâm cũng đều bắt chết cháy Đông Phương thức mặt càng đen Vạn Phong một thế hệ trung thần cư nhiên bị hãm hại đến chết ngay cả nữ nhi duy nhất cũng không có thể bảo trụ hắn này hoàng đế làm rất quốc ức kia vương gia đâu hải công công đột nhiên nghĩ đến ngày ấy có người cướp ngục vì sao không có đem Vạn Phong cùng nhau cứu đi Đông Phương thức nắm chặt tay cũng không nói chuyện hoàng thượng ngài có phải hay không có cái ý tưởng gì? Hải công công đi theo đông phương thước nhiều năm, hiểu biết hắn nhất, lần này Thái hậu thực hiện, không thể nghi ngờ khơi dậy phản kháng của đông phương thước, nhớ ngày đó hoàng thượng còn chính là hoàng tử thời điểm, chỉ có cùng ly vương thân cận nhất, này huynh đệ loại tình cảm, là Thái hậu không thể chặt đứt, lần này cư nhiên đem vương gia đòn hiểm thành như vậy, có lẽ, cấp một cẩn chỉ cái hôn sự có vẻ hảo. Bạch chỉ mới từ hoa viên trở về, tìm một chút ngọ, như trước không có thể tìm ra gì về manh mối Hoa Sơn Trà, đi đến cửa Thanh Nguyệt Cung, lại phát hiện đại môn khép hờ, thân hình chợt lóe, trốn được xa xa, chỉ chốc lát sau, một gã nam tử đi ra, trái phải nhìn nhìn, Bạch Chỉ phát hiện hắn trên lưng còn cõng một người, kỳ quái, người này như thế nào quen thuộc, nhưng là khoảng cách quá xa, nàng lại thấy không rõ diện mạo người nọ, chờ bọn hắn rời đi, Bạch Chỉ mới có chút đâm chiêu về tới cửa. Thanh Nguyệt Cung bình thường cung nhân là không muốn bước vào, sợ lây dính xui, người này là ai đây, Hoàng Nhi, chớ đi, Hoàng Nhi. Bạch chỉ tiến sân, liền phát hiện ra một người, là điên phụ kia, chỉ thấy nàng nguyên bản tóc tán loạn này đã chỉnh tề rửa mặt chải đầu, quần áo bẩn cũng đổi thành sạch sẽ, trừ bỏ biểu tình khoa trương kia, chỉnh thể xem ra chính là một cái phụ nhân phong nhã, điên phụ nắm chặt bạch chỉ không cho đi, nàng xem khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của bạch chỉ tuyệt, chậm rãi buông nàng ra, ngươi không phải hoàng nhi của ta không phải không phải thì thào tự nói trở về phòng ở xem ra mới vừa rồi hai người cùng điên phụ này có liên quan hơn nữa quan hệ không phải là ít nếu không cũng sẽ không mạo hiểm phiêu lưu tới thăm lãnh cung của cái phi tử này đại môn chi nha một tiếng mở ra lộ đại ca kỳ quái này tiểu lộ tử như thế nào lão hướng nơi này chạy đến đi theo ta tiểu lộ tử một phen kéo bạch chỉ vào phòng thần sắc khẩn trương tiểu chỉ tử, tiểu thái giám bị đưa vào cùng ngươi đâu? Lộ đại ca, ngươi bị cảm. Bạch chỉ nói sang chuyện khác, khụ khụ. Tiểu lộ tử nuốt nuốt nước miếng, đúng vậy, trời lạnh, liền bị chút phong hàng. Tiểu chỉ tử, về sau làm việc cẩn thận một chút, tuy rằng thuộc tầng đáng thương, mà lệ phi lại là sủng phi của hoàng thượng không phải là người chúng ta có thể chọc được, vạn nhất làm cho lệ phi biết, không chừng, ngay cả cái xác cũng không có tiểu lộ tử tận tình khuyên bảo, nhưng thật ra làm cho Bạch chỉ có vài phần cảm động, còn có a, à, tiểu lộ tử cẩn thận cẩn thận nhìn xem ngoài cửa sổ, "Tiểu chỉ tử, trong khoảng thời gian này, trăm ngàn đừng làm cho Hải công công bắt được nhược điểm của ngươi." Bạch chỉ mơ hồ biết đã xảy ra cái gì, nhưng là giống tiểu lộ tử đều không nói, bất quá, nàng lại cảm thấy đó là một cơ hội tốt. Xem ra Hải công công đã muốn bắt đầu điều tra nàng nhưng là thanh nguyệt cung bọn thái giám là không có hồ sơ hắn muốn ra cũng không dễ dàng bất quá là sẽ đối bất lợi với một cái tiểu thái giám lấy quyền thế của tổng quản thái giám cũng sẽ không hoảng hốt như vậy lộ đại ca ngươi cũng nên cẩn thận bạch chỉ biết mỗi bước đi của nàng đều là mạo hiểm không thể liên lụy người có thiện tâm giúp đỡ mình ánh chiều tà chiếu trong thừa ân đường bạch chỉ cúi đầu lẳng lặng đi tới trong đầu liên tưởng vô số khả năng có xảy ra bất tri bất giác nhưng lại đi tới trong ngự hoa viên, bên hồ trên tảng đá lớn lẳng lặng ngồi một người, áo trắng phiêu phiêu, ánh mắt nhìn xa xa thiên không, chung quanh phong cảnh chỉ là vì hắn mà phụ trợ, chỉ là bóng dáng mà lại duy mỹ. Trời lạnh như thế, cư nhiên ăn. Mặt ít như vậy, là ai đâu? Bạch Chỉ tính tới gần một chút, không cẩn thận vấp phải đá dưới chân tai. Một trận gió lạnh thổi qua, một mảnh lạnh lẽo hiện lên trên cổ Bạch Chỉ cúi đầu vừa thấy. Tự nhiên là một phen lợi kiếm, hơi thở ấm áp nam tính trên lưng truyền đến. Mà bên hồ nam tử kia, kinh ngạc quay đầu đến, bạch chỉ ánh mắt đánh lên kia một mảnh thâm thúy như đại dương mênh mông, trong phút chốc thiên địa thất sắc. Chương 8. Tổng quản thu đồ đệ. Nguồn. Mê truyện audio.com. Editor. La đi đung, ngươi là ai? Lén lúc làm cái gì? trường phong thanh âm đề phong âm lãnh truyền đến chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức lợi kiếm kia liền đoạt lấy tánh mạng của bạch chỉ cách đó không xa một cẩn khẽ nhíu mày trường phong tiểu huynh đệ này không phải người xấu lại có người thanh âm có thể dễ nghe như thế bạch chỉ chỉ cảm thấy nhiều ngày phiền muộn tại đây phiền muộn tựa như gió tan thành mây khói khụ khụ duy mỹ nam tử không nhịn được ho khang một trận gió nhẹ hiện lên không biết khi nào trường phong đã ở bên cạnh một cẩn nhẹ nhàng mà vuốt hắn phía sau lưng hắn thương thế thực nghiêm trọng bạch chỉ lơ đảng thoáng nhìn khăn tay hắn đang che dính điểm hồng đúng rồi người này là trường phong không phải là cao thủ ngày đó cướp ngục sao như vậy nói bên cạnh kia nam tử chính là người tốt ly vương vương gia trường phong biểu tình trên mặt nghiêm túc hiện lên một tia lo lắng cùng bối rối đúng lúc này phía sau bạch chỉ có hai gã cung nữ đi ngang qua các nàng vừa nhìn thấy khăn tay kia hoảng sợ kêu lên trời ạ à, sẽ không là ho lao đi, gần kinh thành thiệt nhiều người. Này, ngươi nhỏ giọng lại. Bên cạnh cung nữ cuốn quyết che miệng người nọ, ho lao cũng không phải là việc nhỏ, có thể lây bệnh. Hai người khẩn trương nhìn hai gã nam tử, giống như trốn ôn dịch rất nhanh ly khai. Trường phong hung hăng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, ngược lại kiên nhẫn giúp đỡ một cẩn vỗ lưng. Bạch chỉ đi phía trước tới gần từng bước, ngươi làm sao mà biết ta không phải người xấu. Nàng quả thật rất ngạc nhiên, nào biết nói, một cẩn cũng không có trách cứ bạch chỉ không lễ phép ngược lại ôn hòa hỏi người xấu ánh mắt sẽ không tinh thuần như thế hai con người tin không bình thường nhưng lại làm cho bạch chỉ có trong phút chốc thất thần hắn nói hai mắt của mình tinh thuần trường phong chúng ta đi thôi một cẩn mỉm cười sắc mặt tái nhợt lại làm cho người ta một loại như một cảnh xuân đáng tiếc tại đây trong cái hoàng cung này người có tâm thiện lương ngược lại không có kết cục tốt u ai vậy nha mọi người nhìn một cái một cái xinh đẹp thanh âm vang lên đem bạch chỉ suy nghĩ kéo lại lập tức học bộ dạng tiểu thái dám giống nhau quỳ một gối xuống trên con đường trải đá tím trước mắt xuất hiện mấy sông dày tinh xảo theo hoa lệ phi tỷ tỷ đây là đệ nhất mỹ nam dập quốc chúng ta ly vương điện hạ đó bên cạnh một gã phi tử lấy lòng cười kia thanh âm thực có thể đem người ngấy chết đệ nhất mỹ nam không phải là cái kia không có quyền vô thế tàn vương sao lệ phi ánh mắt không có hảo ý ngắm ngắm một cẩn hai chân cuối cùng dừng hình ảnh trên khuôn mặt ngẩng đầu lên này lệ phi không phải bị hoàng thượng cấm chừng sao như thế nào lại đi ra hơn nữa không khỏi cũng quá không coi ai ra gì nói như thế nào đối phương cũng là vương gia một cẩn lập tức cầm tay trường phong ý đồ rút kiếm thủ thật sâu nhìn hắn một cái ngẩng đầu lên đối với lệ phi thân mật cười bạch chỉ rõ ràng thấy lệ phi hơi hơi sửng sốt rõ ràng là bị ly vương sắc đẹp cấp kinh sợ, một cẩn đột nhiên cúi đầu, kịch liệt ho khan cung nư bên người lệ phi đột nhiên thét to, nương nương, đừng tới gần hắn, nghe nói gần đây kinh thành lan tràn nổi lên ho lao. Ho lao. Mọi người kinh hãi đều phía sau lui vài bước, cũng là, ho lao tại đây cái cổ đại, là không thể chữa khỏi ôn chứng, cơ hồ mọi người bưng kín miệng mũi, lệ phi lại chán ghét tựa đầu viết hướng một bên, còn không mau người tới, đem ly vương thỉnh ra cung đi các ngươi dám trường phong rốt cục nhịn không được rút ra kiếm hắn tuyệt không có thể cho phép những người này lại nhiều lần nhục nhã vương gia bạch chỉ đang do dự muốn hay không ra tay cách đó không xa một đám người vừa vặn tiếng nhập thị giác của nàng lệ phi nương nương ly vương cũng không phải ho lao một cái âm thanh thanh tú vang lên mọi người nhìn về phía tiểu thái giám đang cúi đầu kia ánh mắt lộ vẻ hoài nghi ngươi làm sao mà biết Lệ Phi lại không tin, thà rằng giết sai một trăm, cũng không thể buông tha một cái, bạch chỉ chậm rãi đi đến trung gian ngồi sổng xuống thân đến, xảo diệu biến mất dung mạo chính mình, tiểu nhân học quá vài năm y thuật. Lệ Phi nương nương gần đây cuộc sống hàng ngày không yên ổn, thường xuyên tức ngực ho. Lệ Phi hơi kinh hãi, quả thật. Y tiểu nhân chứng kiến là bởi vì nương nương hôm nay ưu tư quá độ, làm cho khí huyết không khoái, ngoại táo nội hư sở trí bạch chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra lệ phi ngày gần đây thường xuyên mệt mỏi những lời này không thể nghi ngờ nói vào tâm lý của lệ phi nàng như thế nào có thể không ưu tư hoàng thượng cấm chừng nàng mấy ngày cũng không đến thăm mỗi ngày đều tức giận đến nhịn không được quở trách hạ nhân tiểu nhân có một bộ phương thuốc nếu nương nương không chê tiểu nhân đem phương thuốc này giao cho ngự y điều dưỡng mấy ngày bệnh trạng nương nương sẽ biến mất bạch chỉ trong lời nói không thể nghi ngờ làm cho lệ phi tưởng ngự y khác chẩn đoán vài thứ, bắt mạch kê đơn cũng không dùng được, này tiểu thái giám cư nhiên chính là liếc mắt một cái, chỉ ra bệnh trạng của nàng, ngươi là người nào trong cung. Tiểu thái giám thông minh như vậy, lệ phi cũng có chút động tâm, tiểu nhân, là thanh nguyệt cung. Bạch chỉ hơi hơi thi lễ, xoay người đi đến một cẩn bên người, ly đi vương điện hạ, có thể đưa tay cho tiểu nhân. Lời nói có vẻ nho nhã, tin tưởng đổi thành hạt tử khẳng định đầu lưỡi muốn dính lại, bất quá bạch chỉ ngày thường liền yêu xem viết sách cổ, nói lên nói đến cũng là không mới lạ, một cẩn gật gật đầu, phiền toái công công. Liền vấn ống tay áo lên lộ ra cổ tay trắng nõn, bạch chỉ không khỏi cảm thán nói, này nam nhân làm sao có thể như thế xinh đẹp ngón tay tinh tế thon dài tư thế cực kỳ tao nhã, hơi hơi lấy lại bình tĩnh, bạch chỉ chỉ đưa tay khoát lên một cẩn mạch đập chỉ chốc lát, liền nhẹ giọng nói, vương gia hôm nay cuốn hút nghiêm trọng phong hàng, hơn nữa ít hầu nhiễm trùng, cho nên ho khang là lúc hội sinh ra một chút tơ máu, cũng không phải ho lao, tiểu nhân này cũng có phương thuốc, không đến ba ngày. Vương gia bệnh tình sẽ chuyển biến tốt. Nghe Bạch chỉ nói như vậy, phi tử này thở vào nhẹ nhõm, cùng với việc gây khó dễ ly vương, các nàng càng hy vọng hoàng cung này có thể bình an, không cần có cái gì dịch chứng, ôn dịch chứng bệnh, mới tốt. Đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Một cẩn chậm rãi tới gần bám vào bạch chỉ bên tai nhẹ giọng nói ôm nhu hơi thở nhào vào trên gương mặt bạch chỉ như thanh phong phất quát thật ly vương cũng không phải là người gặp người ghét để nhất mỹ nam dập quốc cho dù thân tàn nhưng vẫn là người trong mộng của vô số nữ nhân nhưng nhưng phi tần này là của hoàng thượng các nàng không có cơ hội trong lòng có hận chính mình không chiếm được gì đó đã nghĩ hủy diệt để cho người khác cũng không có được cho nên mới cũng không có việc dì liền kiếm ly vương gây phiền toái đang nói cái gì đây một cái thanh âm uy nghiêm tuấn giật vang lên phi tử vừa thấy người tới vội vàng sửa sang lại quần áo tham kiến hoàng thượng kỳ thật mới vừa rồi chuyện tình đông phương thức toàn bộ xem ở trong mắt cái tiểu thái giám kia xem như thông minh chẳng những giúp ly vương giải vây còn cho chính mình một cái thanh danh tốt cẩn đệ ngươi còn chưa khỏe như thế nào đi ra đông phương thức ôn hòa cười hai phi tử kia khẽ nhìn trộm, ngày thường hoàng thượng cũng không phải là như vậy ôm nhu, đều nói hoàng thượng thương yêu nhất chính là ly vương này giống bào huynh đệ, anh em ruột, hoàng thượng mang theo ly vương ly khai khỏi sân, trường phong đi theo phía sau, lại quay đầu nhìn thoáng qua bạch chỉ, này tiểu thái giám, giống ở đâu gặp qua mà bạch chỉ, không giấu vết nhìn liếc mắt một cái bóng dáng tuyết trắng kia, nàng như thế nào cảm thấy, ly vương này, giống như không giống ở mặt ngoài đơn giản như vậy, hải công công mặt mang mỉm cười, đi đến trước mặt bạch chỉ, tiểu chỉ tử, bản công công gần nhất thân thể cũng có sở không khỏe, ngươi lại xem cho bản công công đi. Dạ. Trong sương phòng im lặng, hải công công nhàn nhã uống trà, bạch chỉ lặng lặng đứng ở một bên cuối đầu, tiểu chỉ tử, ngươi cảm thấy tạp gia sân, cùng thanh nguyệt cung so với nhau nhìn như thế nào. Nhẹ nhàng đem ly trà buông xuống, Hải Công công ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Bạch Chỉ, Bạch Chỉ làm sao có thể nghe không ra ý tứ của hắn, hơn nữa đây cũng là mục đích của nàng, tiểu chỉ tử nguyện làm tùy tùng bên cạnh Công công. Bạch Chỉ không thích nịnh nọt, nàng cảm thấy đối mặt với người như Hải Công công, càng tự nhiên càng tốt, thông minh. Hải Công công đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Bạch Chỉ bả, bên cạnh ta thiếu người thông minh như ngươi từ nay về sau, ngươi chính là đồ đệ của bản Công công. Hải Công công dừng một chút hiện tại có cái nhiệm vụ giao cho ngươi làm chỉ cần ngươi hoàn thành, tạp gia chắc chắn ở trước mặt hoàng tận lực đề cử ngươi. Dạ. Sự tình phát triển, đều ở bạch chỉ thiết tưởng trong vòng, ngươi, liền đi theo bên cạnh ly vương chiếu cố. Này, nhưng thật ra ra ngoài dự kiến của bạch chỉ. Chương 9 Tùy Tùng Ly Vương Nguồn Mê Truyện Audio.com Editor Là đi Đung Quốc có quy định, Hoàng tử chưa thành hôn đều phải sống ở trong cung, thành hôn xong mới có phủ đệ của riêng mình. Ly Vương là một trong những đứa con ít ỏi của tiên đế, bởi vì thân thể suy tàn, đến nay chưa thành thân, bất quá có rất nhiều tiểu thư nhà giàu trung tình với hắn, dập quốc hoàng đế từng trưng cầu qua ý kiến của Ly Vương, hắn thủy chung lấy một câu, thân thể bệnh tật này làm sao có thể liên lụy người khác, nhất định từ chối. Ly Vương ở tại một cái viện rất xa trong hoàng cung, theo Hải Công công dẫn đường, Bạch chỉ mới biết được Nguyên lai dập quốc hoàng cung cư nhiên lớn như vậy, đi rồi gần nữa. Giờ, bọn họ mới đến đến Lạc Mai cung chỗ ở của Ly Vương. Nghe nói, nơi này từng là nơi ở của mẫu phi Ly Vương, về Mai Phi, bạch chỉ theo tàn thư các lý cung đình ghi lại biết được, Mai Phi Phi tử tiên đế sủng ái nhất, tướng mạo khuynh thành, một đoạn thời gian nội chiếm hết độc sủng, nhưng là nàng làm người điệu thấp, thỉnh thoảng làm việc thiện, đối đãi cung nhân lại trọng lượng, đáng tiếc hồng nhan bạc phận, từ lúc hoài thai ly vương thân thể liền dần dần suy yếu có lẽ là ở thai kỳ sinh bệnh ly vương vừa sinh liền hai chân không tiện mai phi cũng bởi vậy hậm hực thành tật cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn tiên đế mất người yêu đem hết thảy sai lầm đều quy tội cho ly vương nhưng là ly vương kia khuôn mặt quá giống mai phi làm cho tiên đế lại yêu vừa hận muốn gặp lại không dám gặp cuối cùng ly vương trở thành hoàng tử thất sủng cho đến nay tuy rằng cung thư trung ghi lại mai phi bệnh sử rất là hợp lý nhưng là bạch chỉ như trước phát hiện trong đó kỳ quái bất quá đó đều là chuyện quá khứ người nào trong hậu cung cũng sẽ tồn tại một chút thủ đoạn dơ bẩn trước mắt xuất hiện là một cái đại môn cực kỳ lịch sự tao nhã tấm biển treo bên trên đề ba chữ to lạc mai cung mặc dù không hoa lệ nhưng lại được quét tước không nhiễm một hạt bụi đều nói hoàng đế thương yêu nhất này hoàng đệ này xem ra quả thực như thế nếu không lấy tình cảnh của ly vương thì lạc mai cung cũng muốn cùng thanh nguyệt cung giống nhau tiêu điều tiểu chỉ tử ngươi cần phải hầu hạ tốt ly vương điện hạ lấy tư chất của ngươi tạp gia sẽ không nhiều lời có chuyện gì tìm tạp gia hải công công vung phất trần liền đẩy cửa đi rồi đi vào bạch chỉ lẳng lặng theo ở sau người nàng phát hiện trong viện cơ hồ không có công nhân ở cũng là có thể giữ cho nơi này sạch sẽ là tốt lắm rồi có thể có bao nhiêu người hầu hạ mặt trên thái hậu như hổ trình mồi, tin tưởng cung nhân chịu ở bên người ly vương cũng không nhiều lắm, dù sao, tâm phúc là rất khó tìm, mà thái hậu tâm phúc lại có thể trải rộng toàn bộ hoàng cung. Một bóng dáng cao lớn lẳng lặng đứng ở trong viện, trường phong thị vệ từ nhỏ liền đi theo ly vương bên người, có cái gì chuyện khẩn cấp, ngươi tìm hắn. Hải công công nhỏ giọng nói xong, bạch chỉ biết, ý tứ của hắn là một khi có chuyện bất lợi cho ly vương, trước tiên sẽ tìm trường phong, bởi vì hắn là người duy nhất bên cạnh Ly Vương có thể tính nhiệm, Trường Phong nghe thấy người tới, chậm rãi xoay người lại, nguyên bản nghiêm túc biểu tình thời điểm gặp Hải Công công thì dịu đi xuống dưới, lễ phép gật đầu, Bạch chỉ nghĩ rằng, người này cũng là ngạo khí, bình thường thị vệ thấy Hải Công công, người nào không phải muốn đáp đủ lễ nghi. Phong thị. Vệ, hoàng thượng nhớ kỹ bên người điện hạ phải có cái người cơ trí, tạp gia cảm thấy này tiểu chỉ tử không sai phong thị vệ cứ yên tâm làm cho hắn đi theo bên người hầu hạ điện hạ. Hải công công cười đem bạch chỉ lĩnh đến trước mặt, trường phong ánh mắt sắc bén bắn về phía này gầy yếu tiểu thái giám, nào biết hắn cư nhiên cười nhẹ, đem ánh mắt miết hướng về phía bên kia, phải biết rằng, trong cung người nào thấy hắn sẽ không lẫn mất rất xa, này tiểu thái giám nhưng thật ra gan lớn, chạm vạn thời điểm hắn còn giúp qua vương gia, trường phong tức thì buông xuống đề phòng, khóe miệng không tự giác dương lên, lạc mai cung này có mỗi hắn là quen thuộc có lẽ nhiều người chiếu cố vương gia nơi này cũng sẽ bớt đi vẻ lạnh lùng điện hạ hiện tại nơi nào Hải công công mọi nơi nhìn không phát hiện bóng dáng ly vương đúng lúc này phòng trong truyền đến động tỉnh trường phong nháy mắt mấy không thấy chỉ thấy cửa phòng mở ra vương gia ngươi tỉnh bên trong truyền đến thanh âm trường phong cao thủ a cao thủ Bạch chỉ nhất thời nghĩ đến sau này sẽ dùng võ kỹ ở hiện đại đến đối phó với cao thủ nội công ở cổ đại, không khỏi cảm thấy có điểm đau đầu, huống hồ, nàng cũng không phải hạt tử, quyền cước công phu không phải thuộc am hiểu của nàng, lúc trước còn lấy cớ làm cho hạt tử xung phong, mà hiện tại, nàng này âm mưu dùng văn thay võ mà danh quân sư hạt tử cấp cho nàng nhã xưng, bởi vì bạch chỉ am hiểu nhất, chính là mượn đao giết. Người, lấy cái hố chờ địch nhân đưa đến cửa, tiểu chỉ tử thất thần làm gì, còn không mau đi vào hầu hạ. Hải công công nhẹ nhàng đem bạch chỉ kéo tiến lên, chính mình cũng đi rồi đi vào, điện hạ, về sau, tiểu chỉ tử chính là ngươi trong cung người, có chuyện gì cứ việc phân phó hắn làm. Hải công công cười cuối người, hoàng thượng nhưng là thiệt tình đau lòng điện hạ, đã muốn phân phó các ngự y, cần cái gì dược liệu đều cấp vương gia đưa tới. Bạch chỉ lại một lần nữa gần gũi quan sát vị tàn vương này, quả thật là đáng tiếc, này khuôn mặt, giống như một khối ngọc hoàng mỹ không tì vết, tự nhiên không có đau thương, cũng không có tự ti, chính là thản nhiên, ấm áp cười, công công, ta này cũng không cần cung nhân, có trường phong là được, không cần làm phiền hoàng huynh. Kỳ thật một cẩn là không hy vọng, đông phương thước bởi vậy lại bị thái hậu trách cứ, dĩ vãng không phải không có hướng hắn đưa qua cung nữ thái giám, nhưng là những người này, không cần bao lâu sẽ bị các loại lý do xử quyết, một cẩn cảm thấy, là chính mình hại bọn họ, Điện hạ, đây đều là ý tứ của hoàng thượng, huống hồ tiểu chỉ tử thật sự thông minh, tin tưởng nhất định có thể đến giúp Điện hạ, hoàng thượng bên kia chờ lão nô phục mệnh, đi trước cáo lui. Hải công công cấp một ánh mắt, Bạch Chỉ liền lặng lặng nhìn theo chờ hắn ra cửa phòng, Bạch Chỉ mới mở miệng, Điện hạ, tạ người đã dung tiểu nhân. Thanh âm này chính là tiểu thái giám thời điểm trước đã giúp chính mình sao, mỉm cười, làm phiền công công hắn người ngoài đều là như thế khiêm tốn có lễ. Khi thật sự là vì mẫu phi của hắn, thất lễ. Bạch chỉ chậm rãi xốc lên chăn bông, trước mắt là hai chân thon dài, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp trên đùi một cẩn, kỳ quái, theo lý thuyết, từ nhỏ nếu hai chân bị tật thực thì cơ bắp đều hẳn là héo rút mới đúng, vì sao chân hắn, chính là thoáng gầy, cũng không có hiện tượng thoái hóa bị héo rút, khóe mắt vụng trộn liếc ly vương liếc mắt một cái, hắn chính là lẳng lặng nhìn chính mình, Bộ dáng thực thản nhiên, này Ly Vương trên người có bí mật thế nào? Trường Phong nhưng thật ra có chút khẩn trương, này Ngự Y đối Vương gia chân đều thúc thủ vô sách, không biết tiểu thái giám này có biện pháp nào không? Vương gia thân thể suy yếu, cần điều trị nhiều hơn mới có thể có lợi cho việc điều trị hai chân. Bạch Chỉ Nhất thời không hiểu bệnh tình của hắn bởi vì mới vừa rồi nàng dùng sức gõ xuống đầu gối của Ly Vương, phát hiện hắn cũng không có hiện tượng phản xạ có điều kiện thuyết minh hắn thần kinh quả thật đã muốn chết lặng xem ra còn cần thời gian nghiên cứu một chút một cẩn trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc hắn đối chân chính mình đã muốn không ôm hy vọng nay tiểu thái giám này lại còn nói chân hắn có thể chữa khỏi khụ khụ tiểu nhân chỉ có thể hết sức thử một lần nàng cũng chưa nói hết trường phong nguyên bản vốn kinh hỷ thoáng chốc trầm thấp đi xuống cũng là nhiều như vậy thái y đều nói không có biện pháp này tiểu thái giám y thuật có năng lực rất cao minh đâu ngược lại một cẩn cảm kích cười, vất vả công công. Bạch chỉ sau khi rời khỏi đây, Trường Phong có chút nghi hoặc, bởi vì hắn nhìn ra vương gia trong lòng khoái hoạt. Vương gia, ngươi thật sự tin hắn. Hắn cũng không hy vọng này tiểu thái dám đem vương gia càng chậm càng tao, Trường Phong tất cả mọi người đều đã không còn hy vọng với ta, nhưng lại có một người nguyện ý cho ta thử. Một cẩn nhẹ nhàng mà vỗ về hai chân chính mình, hắn còn không có hoàn toàn buông tha, không phải sao? chương 10. Chúng phi tranh thủ tình cảm. Nguồn. Mê truyện audio com Edio. Libribet. La đi đung, một cẩn lặng lặng ngồi ở trên ghế đá ngoài sân, quần áo mỏng bao vây hai chân tàn tật của hắn, ở trước mặt của hắn là một cái đàn cổ, ngón tay tinh tế trắng nõn của hắn nhẹ nhàng vỗ về dây đàn, trong mắt thản nhiên có đau thương. Vương gia, trời lạnh, nên về phòng đi thôi trường phong nhẹ nhàng phủ lên vai một cẩn một cái trường bào màu đen bạch chỉ bưng thuốc vừa mới làm tốt đi đến gần liền thấy cảnh tượng như thế này băng sơn thị vệ chỉ có ở trước mặt ly vương mới ra dáng một con người vương gia đến lúc uống thuốc rồi tiếng nói thản nhiên của bạch chỉ vang lên nàng cúi đầu nhìn thuốc trong tay bị một cẩn lấy đi ánh mắt thủy chung dừng lại trên cây đàn cổ toa thuốc này là bạch chỉ chính mình viết bên trong bỏ thêm cây kim ngân là một thảo dược giải nóng rất là tốt, kia hương vị rất là đắng, nhưng một cẩn uống hết thuốc này chỉ với một ngụm, ngay cả chân mày đều chẳng nhăn một chút nào hết. Cái kia màu đen trường bào thật là chướng mắt, màu trắng sẽ càng thích hợp với hắn hơn, xinh đẹp lông mi hơi hơi chớp, không biết có phải vì thời tiết, nên hắn hai mặt đều đỏ, đôi mắt thâm thúy sáng ngời mang theo ý cười, nhìn bạch chỉ tinh xảo cầm khẽ cười và nói, vất vả. Nhẹ nhàng gật gật đầu, bạch chỉ liền lẳng lặng đi khỏi sân trường phong, trời lạnh, giúp tiểu chi chuẩn bị một chút ào dày đi. Theo một cẩn thanh âm nhìn lại, cái kia thân thể gầy yếu dần dần biến mất, mấy ngày nay uống thuốc của hắn nấu, vương gia đã không còn ho khan nữa, xem ra, y thuật của hắn cũng không tệ. U, ngươi làm rất tốt, hoàng thượng nói tinh thần của ly vương gần đây rất tốt, tiểu chi tử, muốn được thường cái gì không, hắn đây là có ý gì. Bạch chỉ suy tư về ý nghĩa của những lời nói này, gặp bạch chỉ không nói lời nào, hải công công cười ha ha, tiểu chỉ tử, cùng bản công công cùng một chỗ, sẽ không cần suy nghĩ quá nhiều, hoàng thượng hỏi, nhìn ngươi muốn chút gì, đều có thể thưởng cho ngươi. Này tiểu chỉ tử tâm tư nhiều lúc suy nghĩ nhiều đến quá đáng, bạch chỉ bình thản sắc mặt cuối cùng cũng có một chút thay đổi, ánh mắt của nàng trở nên sáng ngời, công công, tiểu chỉ tử đã mất liên lạc với tỷ tỷ đã nhiều hơn một năm, Hải Công Công khẽ gật đầu, nói nghe xem thử. Tỷ tỷ của ta là ra từ một gia đình có truyền thống về võ thuật, có một ngoại hiệu là Kim Hạc Tử. Đôi ta thuở nhỏ cha mẹ đã mất, tiểu chỉ tử bị người buôn lậu bán vào trong cung, từ lúc đó tỷ tỷ và ta đã bị mất liên lạc, mỗi người một nơi. Bạch chỉ lo lắng Hải Công Công sẽ đi điều tra quê hương của hai người, cho nên mới nói bản thân mình là cô Nhi. Hải Công Công chần chờ một lát, tốt, bản Công Công sẽ nói cho Hoàng thượng biết, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, bất quá chỉ là một người, đất đai trong thiên hạ này là của hoàng gia, hoàng thượng chắc chắn có thể giúp ngươi tìm được tỷ tỷ. Bạch chỉ thở vào nhẹ nhõm, đúng lúc này, một bóng dáng màu vàng từ từ bước tới. Hoàng thượng, ngài như thế nào đến chỗ này? Hải công công vội vàng đứng dậy, không lưng cúi đầu, bạch chỉ ngửi được một mùi thản nhiên của Long thiên hương, liền nửa quỳ xuống và hướng về phía nơi phát ra âm thanh, tham kiến hoàng thượng bốn phía đột nhiên im lặng, Đông Phương thức hứng thú nhìn tiểu chỉ đang cúi đầu, rốt cuộc nhịn không được bật cười, trẫm có đáng sợ như vậy sao, ngẩng đầu lên. Bạch chỉ do dự, khuôn mặt này, tuy nói là công công, vẫn thật dễ dàng khiến cho người khác nghi ngờ, hải công công thật sự không hiểu, ngày thường tiểu chỉ tử rất là hào phóng và khéo léo, như thế nào hôm nay gặp hoàng thượng, hắn ngược lại nhăn nhó đứng lên. Hắn đâu biết rằng, Bạch chỉ là sợ bị Đông Phương thức nhận ra, ngày ấy khi có người cướp ngục để cứu ly vương nàng chính là cái kia loạn chỉ đường tiểu thái giám hoàng thượng đây là ly vương bên người tiểu chỉ tử trời sinh tính nhát gan nga trời sinh tính nhát gan trẫm xem không phải đơn giản như vậy đâu đông phương thức giống như hạ quyết tâm muốn làm khó dễ không biết là bạch chỉ may mắn hay là do đông phương thức hoa đào khai quá vượng xa xa một đám ăn mặc đủ loại màu rực rỡ váy dài bay bay trong gió đi đến hoàng thượng một đám phi tần vui sướng tới gần, bạch chỉ thừa dịp này yên lặng lui về đến phía sau hải công công, bạch chỉ cảm giác được đông phương thước trên người hơi thở thay đổi, hắn giống như đối với những tần phi này rất phản cảm. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, trang điểm xinh đẹp nhóm phi tần đứng ở trước mặt đông phương thước lượng lờ làm được cái cung lễ. U, các ngươi tại sao lại đến đây? Đáng tiếc, hoàng đế nhìn quen đủ loại sắc đẹp nên đối những phi tần này chẳng còn cảm xúc gì đặc biệt, Lê Phi mắt mang một vẻ đẹp như mùa hạ, Anna đứng dậy. Chúng nô tỳ vừa mới đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, đúng lúc đi ngang qua nơi này, trùng hợp gặp được hoàng thượng. Này thanh âm, thật sự làm cho Bạch Chỉ cảm thấy ớn, rất đầy mỡ luôn làm người ta nuốt không trôi. Trùng hợp. Trùng hợp mà ăn mặc đẹp như vậy, trùng hợp mà đều trang điểm xinh đẹp như vậy sao? Bạch chỉ thấy cái kia trước ngược hai luồng đều nhanh nhảy ra ngoài, không phải đều nói cổ đại con gái đều rất bảo thủ sao, xem ra sách cũng sẽ gạt người. "U, vậy các ngươi liền tiếp tục đi ngang qua đi." Đông Phương Thước có thể nói không hiểu lãng mạn là vật gì, phía sau Hải Công công cố gắng nhịn xuống để không cười đi ra. "Hoàng thượng, còn tại giận nô tỳ sao?" "Như thế nào cũng không đến xem nô tỳ." Lệ Phi cả người đều dính đi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu. Tuy rằng Hoàng thượng giải trừ cấm chừng của nàng, nhưng từ khi đó đến giờ vốn không có đi đến cung của nàng, thật là khó để gặp được người trước mặt. Tỷ tỷ Long lắng quá nhiều rồi, Hoàng thượng dạo này bận rộn vì chính sự, cũng không có tới muội muội trong cung. Mặt khác vị phi tử xen vào, Bạch chỉ ngạc nhiên ngước đầu, này phi tử mặc một màu xanh nhạt y phục, nếu Bạch chỉ đoán không có sai, dám ở trước mặt lệ phi nói như vậy, thì phi tần này hẳn là nữ nhi hình bộ thượng thư tư mã khẩu. Tư Mã Lan Hình bộ thượng thư cùng bộ binh thượng thư Chu giảng, cũng chính là cùng phụ thân Lệ Phi vẫn luôn bất hòa, ở trong cung hai nàng tự nhiên cũng là gió nổi mây phun, này Lan Phi cũng không dễ bắt nạt, ai, Phi Tần trong lúc đó tranh thủ tình cảm thật là khiến người đau đầu, Bạch chỉ liếc mắt một cái cũng lười xem mấy nàng. Đúng vậy, Lan tỷ tỷ gần đây cũng rất là nhớ hoàng thượng. Một người mặt mũi non nớt xinh đẹp phi tử đứng bên cạnh Lan Phi, Nhìn hai người như chị em ruột bình thường nhìn nhau cười, khỏi cần đoán cũng biết, này nhất định là nữ nhi tả ngự sử. Mẫn Phi, Lê Phi quay đầu trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, trước người Đông Phương Thức đột nhiên đứng dậy, "Trẫm còn rất nhiều tấu chương muốn phê, các ngươi trước tiên lui xuống đi." Bạch Chỉ không khỏi tò mò, mỹ nhân trong ngực, từ xưa có bao nhiêu hoàng đế có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bên trong tàng thư các có ghi lại rất nhiều chuyện xưa về sủng phi, chỉ sợ đều là hoàng đế cân nhắc tướng đãi bất đắc dĩ nạp tiến hậu cung đi. Dạ, hoàng thượng. Lệ phi không tha quay đầu vài lần, không cam lòng cùng nhóm phi tần ly khai. Hoàng thượng, này không phải là cách lâu dài, thái hậu bên kia nếu hỏi đứng lên. Chỉ sợ sẽ đi tìm ly vương phiền toái, thái hậu luôn nói, hoàng thượng tâm tư luôn bỏ trên người ly vương, so với bỏ tâm tư ở phía sau hậu cung còn muốn nhiều, còn không phải sao, không chỉ là thái hậu, này nhóm phi tử người nhà cũng ngồi không yên chu giảng cùng tư mã khắc khẩu đã nhiều ngày đều ghé vào lỗ tai của hắn nói bóng nói gió sợ chính mình vắng vẻ nữ nhi của bọn họ thật là đáng ghét ngươi nói nên làm sao bây giờ đông phương thức tâm tình kém đến cực điểm này đó nữ nhân thật sự là rất đáng ghét không một cái vừa lòng hắn hải công công cũng khó xử mặc kệ đi ai trong cung mặt khác thế lực nhất định sẽ không vui đột nhiên nhìn một bên bạch chỉ không yên lòng Hải công công đem bạch chỉ hồn gọi trở về, tiểu chỉ tử, ngươi có ý kiến nào hay không? Đá trái bóng cho nàng, bạch chỉ cảm giác được kia ánh mắt lửa nóng đang nhìn mình, không khỏi đề thấp đầu. Hải công công ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, đây chính là lúc cho ngươi biểu hiện tốt nha. Tiểu nhân nghĩ đến, thuộc tầng nương nương không sai. Bạch chỉ không chút do dự đứng dậy, vì tìm được hạt tử, bất chấp tất cả. Kia thuộc tầng ngày đó vì hành động cứu cung nữ chính mình, bạch chỉ ấn tượng về nàng còn không tệ thuộc tầng đúng rồi phụ thân thuộc tầng cùng lắm chính là một gã muối vận sử đối với hai vị thượng thư cũng không thể tạp thành uy hiếp ha ha về phần bọn họ có suy nghĩ gì thì để bọn họ bản thân tự suy nghĩ đông phương thước vui mừng vì cuối cùng đã có thể thanh tĩnh thông minh đông phương thước chụp một chưởng thật mạnh ở bạch chỉ trên vai thân thể nhất trung bạch chỉ kéo kéo khóe miệng ngài cũng thật dùng sức ân cái gì này tiểu thái giám vừa mới nói cái gì không có gì hết cung tiễn hoàng thượng